Ôi, đi đâu mà la cả từ sáng giờ chưa thấy nó về. Suốt ngày lang thang la cả thôi, không bao giờ chịu về nhà mà làm việc nhà. Giờ này mới về thì tôi đi đưa cá mà. Thì đưa cá? Đưa cá thì tiền đâu? Nhanh cái tay lên, làm cái gì cũng rề. Tiền đây. Của mình đây. Sao lại có 3 hào? 2 hào của tôi đâu? Nhạt. Nhạt cái gì? Cái gì nhạt? Cụ Lý bảo nhạt. Nhạt thì sao? Nhạt thì liên quan gì đến 2 hào của tôi? Nhạt tương. Nhạt tương thì làm sao? Đụt nói rõ cho xem nào. Cụ Lý bảo mình kho cá thiếu tương. Thiếu tương. Nhạt. Nhạt. Thế là ông cầm 2 hào của tôi đi mua tương. Ôi dồi ôi, cái ông này nói một đằng thì làm một nẻo. Cái nhiêu cá nó có 5 hào, bây giờ ông mua tương mất 2 hào thì còn đâu giờ mà lãi lời nữa hả? Cụ Lý bảo nhạt. Ê, đứng im đấy, để tôi cho một trận. Đứng im đấy nhá, để tôi xử lý. Đâu rồi? Cái roi của tôi đâu? Ông để cái roi của tôi đâu hả? Không có trong nhà đâu. Thế ở đâu? Đưa đi nhanh lên. Đi vào đây, nhanh lên. Nhanh. Bình ơi. Má. Con đứng lại con gì bảo. Nhanh, đứng lại. Đút. Đút. Ra đây, nhanh, quỳ xuống. Bình ơi. Ra đây, đút. Nhanh. Bình ơi. Đừng có nói nhiều nữa, ra đây. Quỳ xuống. Thế bây giờ ông còn chưa thấy tôi đủ khổ à? Bình ơi. Bình ơi. Ba tiền về cho vợ. Ba tiền về cho vợ. Mà lại ba tiền về cho vợ. Thế đã biết nghe lời chưa? Tôi biết tôi sai rồi. Đủ có biết tôi khổ như thế nào không? Khó khăn chồng chất khó khăn. Sắp Tết đến nơi rồi, lấy tiền đâu ra mà trả nợ? Đụt phải biết nghe lời chứ. Đụt nghe lời. Nghe lời như thế nào? Đụt nhớ rồi. Đụt, đụt sẽ mang tiền về cho vợ. Mang tiền về cho vợ. Không mang nợ về cho vợ. Nhớ nghe chưa? Thế có đói không? Đứng dậy đi, để tôi làm đồ ăn cho Đụt ăn nhá. Thôi đứng lên đi. Thế Đụt đã đói chưa? Đói, đói. Thế có đau không? Thế sao phải ngoan nhá, phải nghe lời tôi nghe chưa? Thôi ngồi đây chơi với ó đi, rồi để tôi vào tôi lấy xôi cho Đụt ăn nhá. Ngoan nghe chưa? Lấy xôi cho Đụt ăn, lấy xôi cho Đụt ăn. Giấu que không bị đánh, giấu que không đây, bị đánh. Đây, 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 Đụt ăn đi. Ăn nhiều vào nhá. Có xôi cho Đụt ăn, có xôi cho Đụt ăn. Đấy, cho cả ó ăn nữa nhá. Đụt ăn đi, ăn đi. Vợ chồng nhà thằng Đụt đâu? Đụt đây. Thôi chết rồi, Đụt ơi. Này, có ai mà bảo tôi thì bảo là vợ không có nhà nghe chưa? Thế, đây, nói lại xem nào, nói lại tôi nghe. Nhớ rồi, nhớ rồi. Nhớ, nói lại đi xem nào. Ai hỏi thì bảo là
Vợ dặn là vợ không có nhà nghe chưa? Đâu rồi? Không! Đút đây! Nói thế thì người ta biết là tôi ở nhà, nói lại! Nói thế người ta biết là vợ ở nhà, nói lại! Đâu rồi? Ui, nhanh lên! Nói là tôi không có nhà! Bảo là vợ không có nhà, nghe chưa? Ai hỏi bảo là vợ không có nhà, nghe chưa? Đâu rồi? Đâu rồi? Vợ trong nhà thằng Đụt đâu? Vợ thằng Đụt đâu? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Hả? Cái thằng này, bà hỏi mày trợn mắt mày nhìn ai đấy? Bà có hỏi Đụt đâu mà Đụt trả lời? Ôi trời ơi, rõ ràng là lúc bà đến đây, bà hỏi là vợ chồng nhà thằng Đụt đâu, có nghĩa là tao hỏi con vợ mày rồi. Đấy là bà hỏi vợ chồng thằng Đụt đâu chứ? Ôi trời ơi, bà tăng sông và bà chết với mày thôi. Thế vợ mày đâu? Này, mày đừng có láo với bà nhá. Bà hỏi một lần nữa, vợ mày đâu? Vợ Đụt dặn trong lúc ăn không được nói chuyện với người khác. Nếu như nói chuyện, thức ăn bắn vào mặt người khác, nghẹn chết. Ôi trời ơi, mày chưa chết đâu mà bà chết trước mày đây này, bà nghiện đây này. Bà chờ Đụt ăn xong, Đụt trả lời nhé. Ôi trời ơi, có điên không cái chuyện này. Cái thằng này, mày ăn thong dong như thế thì bao giờ mới xong hả? Bà thì sốt hết cả ruột lên đây. Vợ mày đâu? Này này, mày làm cái gì đấy? Này, mày đừng có hỗn nha, không được láo với bà nha. Vợ con bảo khi nào ăn gần no thì giãn cái chun quần ra. Trời ơi, thế vợ mày còn bảo nhiều thứ thế. Hả? À, sao vợ mày bảo nhiều thứ thế? Thì cái quan trọng vợ mày bảo, thì bây giờ mày bảo với bà là vợ mày đâu? Thôi nha, bà điên lên rồi nha. Mày có trả lời ngay không? Mày đừng để bà điên nhá. Vợ con dặn nếu ai vào nhà hỏi Đụt là vợ đi đâu rồi thì Đụt phải bảo là vợ không có nhà. À, là vợ mày dặn là bảo là vợ mày không có nhà đúng không? Thế là vợ mày đang ở nhà đúng không? Hả? Không phải. Vợ bảo là ai vào hỏi vợ thì phải bảo là vợ không có nhà. Nhớ chưa? Ừ, bà biết rồi. Nhưng mà bây giờ là vợ mày đang ở nhà đúng không? Đã bảo là vợ dặn. Vợ bảo là vợ không có nhà, nhớ chưa? Ui, bà điên lắm rồi. Ui dồi ui. Mày trốn được nữa không bà ơi? Con xin bà thư cho con vài ngày được không ạ? Thư cho mày vài ngày. Sao lần nào bà sang mày cũng bảo là thư vài ngày? Dạo này hàng quán vắng quá, con rồi không có đủ tiền để trả nợ. Mà con cũng trả được hết gốc rồi ạ, chỉ còn mỗi lãi thôi mà bà. Con xin bà. Này, mày đừng có giả nghèo giả khổ ở đây. Mày khóc cái gì hả? Bà làm gì mày mà mày khóc hả?
mày đừng bù lu bù loa lên nha. Rồi là mang tiếng cả cái làng này là bà ác. Này, bà nói cho mày biết nhá, lúc mày vay tiền bà đấy thì mày không nỉ nôi, mày không khóc đi, mày không bảo với bà là bà ơi, mấy hôm nữa bà cho con vay cũng được. Mày đòi vay ngay cơ mà. Bà thế ơi, sao bây giờ bà sang đòi tiền mày, mày lại bảo là bà thư thư. Bà nhìn thấy đấy, hàng quán nhà con cũng vắng nên là con cũng đang rất khó khăn bà. Thôi, mày nói chuyện buồn cười nhỉ. Hàng quán nhà mày vắng thì liên quan gì đến bà hả? Mày bán hàng vắng là việc của mày, bà đến đòi tiền là việc của bà. Lo mà trả tiền cho bà nhá, không á là bà đốt cái nhà này đấy. Bà đốt quán là không có gì để ăn đâu. Giời, làm mà đấy, nói đến không có cái mà ăn. À, mày không có tiền mà mày ăn xôi gì đấy? Úi giời, vàng óng. Bà nhá, đến xôi trắng bà còn chẳng có mà ăn đây này. Dạ không phải đâu ạ, đây là xôi con nấu từ hôm qua, nhưng mà ế quá nên phải cho Đụt nhà con ăn, không thì thiêu mất ạ. Giời, vẫn ngon mà. Bà có ăn xôi không? Bà nhợn với mày à? Hả? Bà ơi, con xin bà, bà cho con thư thư vài ngày nữa thôi ạ. Đốt lần này thôi. Mày thư thư vài ngày, bà nói cho mày biết nhá, Tết nhất đến nơi rồi, bây giờ mày không trả tiền bà thì bà lấy đâu ra tiền mà tiêu Tết? Bà thư thư cho con nốt lần này nữa thôi ạ, chắc chắn lần này con sẽ trả bà. Không phải nói nhiều nhá, bà nói cho mày biết nhá, mày mà không trả tiền bà nhá là bà ấy cho người sang đốt cái quán này thật đi nhá. Bà không đùa với mày đâu. Bà, con xin bà cho con một đường để sống với ạ. Không vợ chồng con làm sao mà sống được à bà? Mày buông ra. Không cho mày đường sống, mày cứ làm như bà độc ác lắm đấy. Bà nói cho mày biết nhá, bà không cho mày đường sống thì ai cho tao đường sống hả? Không phải nói nhiều, từ giờ đến Tết vợ chồng mày lo thu xếp mà trả tiền cho bà. Không trả tiền cho bà về bà đốt nhà mày đấy. Ôi, bà ơi con xin bà ơi con xin bà. Đụt nghe thấy chưa? Không mang tiền về trả nợ là bị đốt nhà đấy. Đụt nghe thấy rồi, không có tiền trả nợ là bà ấy đốt nhà. Nên là Đụt phải nghe lời, phải mang tiền về cho tôi để tôi còn trả nợ, nghe chưa? Đụt nhớ rồi, mang tiền về cho vợ để vợ đi trả nợ. Mang tiền về cho vợ, mang tiền về cho vợ. Ngoan lắm. Gặp mày lúc nào mày cũng đang đớp thế hả con? Dạ. Ông cho gọi con ạ. Thì tao không gọi mày thì tao gọi ai? Này. Dạ. Ba mày đâu? Ông ơi, ông cho con hỏi nhá. Thế đêm qua là ông ngủ với bà hay là con ngủ với bà? Thì bà mày ngủ với tao. Thế nhưng mà bây giờ bà ấy tỉnh dậy bà ấy đi lúc nào làm sao mà tao biết được? Thế thì con cũng làm sao mà biết được. À, ông ơi, hay là bà lại đi đánh tổ tôm? Hả? Đánh tổ tôm à? Vâng. Thế thì hay cho tao quá. Mày, dạ, đi với ông. Dạ. Nhưng mà đi đâu hả ông? Lại còn đi đâu nữa? Đi sang nhà thằng Đụt thăm con vợ đó. Ông quá giỏi. Hôm qua bị đánh như thế rồi mà ông vẫn chưa chừa. Ui giời,
thì thằng đàn ông nào mà chả như tao. Có đánh nữa, đánh mãi vẫn muốn đi. Con đây này. Mày làm sao? Con bị như ông đâu. Cái tâm hồn mày mà lúc nào cũng chỉ ăn mới đớp mới hốc. Mày có thích cái món kia đâu. Dạ. Nào, đỡ ông dậy. Dạ. Tranh thủ bà mày về bây giờ. Dạ vâng ạ. Đi. Này này, đi đâu? Đi đâu, đi đâu? Hả? Hả? Ngồi xuống. Sao bà đi đánh tổ tôm về sớm thế? Ai bảo với ông là tôi đi đánh tổ tôm? Thằng nô bảo thế. Thằng kia, láo. Ai bảo mày là bà đi đánh tổ tôm hả? Vớ vẩn này, bà vả con miệng mày cái bây giờ đấy. Dạ thì mọi khi con thấy bà hay dậy sớm đi đánh tổ tôm thì con nghĩ thế. Nghĩ thế? Nô! Dạ. Nước. Bà tự tính xem, bà chơi toàn đòn âm hiểm như thế, tôi phải sang khám ngay. Bà có biết là cứu người là phải như cứu hỏa. Xem cái thận của tôi nó thế nào. Con mời ông. Cái thận thế nào? Ông làm gì mà tôi giã ông? Làm gì? Thì bây giờ bà phải để cho tôi đi với nó, chứ tôi đâu đi một mình đâu. Đi với nó? Đi với nó đi đâu? Không có đi đâu hết, ở nhà. Thì đã bảo rồi, đi sang thầy Lam khám xem thế nào. Chứ bây giờ cứ để như này, cái thật tôi mà nó hỏng ấy, thì ai phục vụ bà? Úi giời, phục vụ? Chả bỏ. Nào, cho tôi đi. Tôi đi một tí cho tôi về ngay mà. Nhớ. Thôi được rồi, đi đi. Đi đến nơi về đến chốn nghe chưa? Thì biết rồi. Vớ vẩn thì đừng có trách ấy. Dì bà yên tâm, tôi đi với cái thằng nô nó trông tôi rồi. Nô. Dạ. Đỡ ông dậy. Dạ. Dậy. Úi giời. Đấy, bà thấy không? Tác hại của bà đấy. Giờ tôi ra nông nỗi này bà có vui không? Nô. Dạ. Mày đưa ông đi sang nhà thầy Lan. Đi đến nơi về đến chốn nghe chưa? Dạ. Cấm có tạt dẹo đâu nha. Về là chết với bà đấy. Dạ. Ôi, mình đi ông nhỉ? Tao đi làm sao được? Mày cõng tao đi. Cõng nhỉ? Ừ, nhanh lên. Ông có đi được đâu mà. Mày cõng ông đi, đi nhanh lên. Dạ vâng. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Nhanh. Cẩn thận đấy. Ui trời ơi. Đi nhanh lên. Vâng ạ. Nhanh lên. Vâng ạ. Một mày bây giờ. Ông ơi, cứ bình tĩnh ông ơi. Này nô. Dạ. Mày cõng ông có thấy mệt không? Ông hỏi lạ thật đấy. Hay là ông con mình đổi chỗ đi. Ông cõng con nhá. Ủa, thôi được rồi. Mày thả ông xuống. Dạ con đội ơn ông. Ôi. Ông ơi, người ông nhỏ như thế mà sao ông nặng quá cơ ấy? Cái thằng mày nhìn ông cao to oai phong lẫm lẫm liệt thế này mà bảo ông nhỏ bé à? Mà người ông oai phong lẫm liệt bằng cái kẹo mà cứ suốt ngày đòi đạp. Mày đúng là cái thằng đi theo ông bao nhiêu lâu nay rồi mà mày vẫn cứ đụt như cái thằng đụt kia. Mày đã nghe các cụ có câu thơ chưa? Câu gì ạ? À? Kìa con gà mái hoa mơ, sống không đạp mái, bạc phơ cả đầu. Nghe rõ chưa? Rồi, tiếp vẫn còn câu nữa này. Còn câu nữa ạ? Ừ, đương nhiên. Bạc đầu thì có sao đâu, sống không đạp mái, sống lâu làm gì? Ông ơi, nghe giọng của ông đọc thơ hay lắm mà. Ôi trời ơi. Nhưng mà
con chỉ là phận tôi tớ nên con chả hiểu gì cái áng văn thơ của ông cả. Mày còn phải đi theo ông dài dài. Dạ. Ông sẽ truyền đạt về những cái áng văn thơ ông dành cho mày. Dạ. Ông ơi, người ông nhỏ như thế mà sao ông nặng quá cơ ấy? Cái thằng mày nhìn ông cao to oai phong lẫm lẫm liệt thế này mà bảo ông nhỏ bé à? Người ông oai phong lẫm liệt bằng cái kẹo mà cứ suốt ngày đòi đạp. Ôi mày đúng là cái thằng đi theo ông bao nhiêu lâu nay rồi mà mày vẫn cứ đụt như cái thằng đụt kia. Mày đã nghe các cụ có câu thơ chưa? Câu gì ạ? À? Kìa con gà mái hoa mơ, sống không đạp mái, bạc phơ cả đầu. Nghe rõ chưa? Rồi, tiếp vẫn còn câu nữa này. Còn câu nữa ạ? Ừ, đương nhiên. Bạc đầu thì có sao đâu, sống không đạp mái, sống lâu làm gì? Ông ơi, nghe giọng của ông đọc thơ hay lắm mà. Ôi trời ơi. Nhưng mà con chỉ là phận tôi tớ nên con chả hiểu gì cái áng văn thơ của ông cả. Mày còn phải đi theo ông dài dài. Dạ. Ông sẽ truyền đạt về những cái áng văn thơ ông dành cho mày. Dạ. Ông đã nghỉ xong chưa ạ? Thế xong rồi. Bây giờ ông con mình lại đi sang nhà thầy lang ông nhá. Từ từ. Dạ. Sang cái lão lang băm mới làm gì? Ô kìa, ông buồn cười thật đấy. Vừa nãy ở nhà ông lại ho, kêu đau, xong rồi ông mệt mỏi, ông bảo con cõng ông sang nhà thầy lang để chữa bệnh còn gì nữa. Mày đúng là đi theo ông bao nhiêu lâu rồi mày vẫn dốt lắm con ạ. Ông phải giả vờ như thế thì bà mày mới bảo ông con mình đi sang thầy lang. Thì cái cớ thôi chứ ông có ôm đau gì đâu. Cái cớ thôi, con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Vâng, thế bây giờ ông con mình đi đâu ông nhỉ? Bây giờ ấy, ông đang tính là hai ông con mình đi sang nhà vợ chồng thằng Đụt. Vợ chồng thằng Đụt? Con hiểu rồi. Sang nhà vợ chồng thằng Đụt để ăn cá kho. Con thích nhất món cá kho. Ôi ông ơi, vợ thằng Đụt làm cá kho ngon lắm ông ạ. Con mê lắm ạ. Mày đúng là cái thằng tâm hồn ăn uống con ạ. Lúc nào cũng ăn mới đớp. Ông sang đấy là ông ăn, nhưng không phải ăn cá kho như mày đâu. Dạ. Thế ông ăn món khác ạ? Ông ăn cái món khác ngon hơn cá kho của mày nhiều. Món mới à ông? Con chưa bao giờ được ăn. Ông cho con ăn với nhá. Món đấy mày không ăn được, chỉ có ông ăn được thôi. Tại sao lại con lại không ăn được ạ? Thế ông nói luôn nhé. Dạ. Ông sang đấy, ông ăn món ăn là vợ thằng Đụt. Hiểu không chưa được, con? Không được. Ông sao ơi, mà không được? Không được đâu. Thế để con nói cho ông nhá. Thứ nhất đi là vợ chồng thằng Đụt dính nhau như đôi sam ấy, không rời nhau ra đâu. Ông không ăn được vợ nó đâu. Thế thì phải làm thế nào? Làm thế nào thì ông, sao ông lại hỏi con? Con là phận tôi tớ, con là ngu lắm. Chỉ có ông giỏi, ông thông minh, ông mới nghĩ ra nhiều kế sách. Đây nhá. Vẫn còn cơ à? Vâng. Ui sao khó thế? Cái ý thứ hai này nó mới quan trọng này. Nó mới là ý chính để cho ông không thể nào mà ăn được vợ thằng Đụt. Ông biết là ý gì không? Là ý gì? Đó chính là vợ ông. Ông nghĩ thử mà xem. Bà nhà ấy, cả cái làng mình sợ chứ đừng nói đến ông nha. Mày nói cũng đúng nhỉ? Đúng rồi. Ông đây đường đường oai phong lẫm liệt là con gà trống choai. Thế nhưng mà bà mày không khác gì con gà trọi.
Ông đạp mãi không được. Đúng đúng đúng, không đạp được đâu. Thế bây giờ như thế nào ạ? Khó nhỉ, tại vì sao? Ông đang tính. Tính gì ạ? Tính cái là cái xa vời sau này ý. Xa vời là ông định lấy con vợ thằng Đụt về làm bà lẽ. Ui, 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 ông ơi, việc này không được, nhất quyết là không được. Việc này như kiểu là trời sập xuống ấy ông ạ. Ông mà có ý định nhá, cưới vợ thằng Đụt về làm vợ lẽ, bà nhà không để cho ông sống yên ổn đâu. Thế đành chịu à? Ui giời ơi, mà tại sao? Ông trời ông ấy không có mắt hay sao ấy? Sao lại thế ạ? Mày thấy không? Láng ra nhá, con vợ thằng Đụt lo là phải đi với ông. Wow. Thì nó mới gọi là đẹp đôi trai tài gái sắc. Dạ, đôi chim câu ạ. Nhưng mà ông ơi, cũng vẫn không được. Bởi vì sao? Bởi vì ông dù có làm cách nào đi chăng nữa, ông cũng không thể cưới được vợ lẽ đâu. Chẳng hết cách à? Vâng. Thôi được rồi, không lấy được nó làm lẽ thì ăn vụng vậy. Ăn vụng vậy ạ? Mày phải chỉ cách cho ông thì ông không để mày thiệt đâu. Hiểu không? Thế bây giờ mình cứ sang bên đấy. Xong rồi cho con thời gian để con nghĩ cách giúp ông nhá. Được. Đấy, mày phải thế chứ đi. Rồi ông sẽ thưởng cho mày. Dạ, thế ông ơi, nếu con giúp được ông ấy thì mỗi ngày ông cho con ăn thêm một bát cơm nhé. Ôi trời ơi, mày lại ăn. Thôi được rồi, đi. Dạ. Cộng ông. Dạ. Ôi trời ơi. Trời ơi, đi nhanh lên. Mình ơi, mình đang ốm, mình ra ngoài này làm gì? Tôi ra ngoài đi lại cho đỡ mọi người. Thuốc tôi sắc xong rồi, mình uống đi cho đỡ ho. Tôi mệt quá, Đụt trong quán. Để tôi đi nghỉ nhá. Mình vào nhà đi. Mình nằm nghỉ nhá. Tôi trông quán nhá. Đụt nhớ trông quán nhá. Tôi nhớ rồi. Này, dạ. Mày xem con vợ nó có nhà không? Vâng. Ông ơi, thế nào? Chỉ có thằng Đụt ở ngoài thôi, không thấy vợ nó đâu cả. Thế con vợ nó đi đâu? Con mà biết vợ nó ở đâu thì con đã là chồng của vợ nó rồi. Được rồi, đi vào. Vâng. Này, Đụt, mày làm cái gì đấy? Ông Phú à, Đụt đang chơi chọi trâu mà. Chọi trâu. Thế vợ mày đâu mà lại chọi trâu một mình thế này? Vợ Đụt ốm, nằm nghỉ ở trong nhà cái kìa. Thế à? Thế để ông vào, ông khám cho. Không vào được đâu.
vợ đột dặn rồi là vợ đột ốm, đột phải trông nhà, không cho ai vào làm phiền vợ đột. Thế ông Phú mua gì? Mua rượu, mua cơm hay mua cá để đột bán? Cái đấy để sau. Cái quan trọng bây giờ ấy là để ông vào ông khám cho vợ mày, sức khỏe mới là quan trọng. Ông không vào được đâu, vợ đột không cho ai vào đâu. Sao lại không vào được? Mà ông có phải là thầy thuốc đâu mà biết khám bệnh. Kìa, mày đúng là thằng đụt. Trước khi lên Phú ông đã từng là thầy lang cả một thời gian dài. Thế thì ông mới giàu được như thế chứ nhỉ. Nếu thế thì ông đi về đi. Thế mày có để ông khám cho vợ mày không? Hay là để nó ốm dần dề ra thế? Đụt bốc thuốc rồi, sắc thuốc xong rồi, vợ uống xong rồi, sắp khỏi rồi. Ông đi về đi. Này, vợ mày uống cái thuốc này không ăn thua đâu. Phải để ông khám thì nó mới khỏi được. Ông Phú bảo thuốc của đụt bốc uống không khỏi à? Khỏi làm sao được. Cái này nó không ăn thua. Phải để ông đích thân vào khám thì vợ mày mới khỏi được. Thế Phú ông vào khám cho vợ đụt đi. Mà này, cái tánh ông ấy từ xưa đến nay khi mà khám cho con bệnh là không muốn người ngoài nhìn vào, không muốn ai đứng gần. Mày hiểu chưa? Thế thì không được đâu. Đụt không cho ông vào đâu. Vợ đụt dặn là không cho ai vào làm phiền vợ đụt. Thì khám làm sao được? Ông ơi, ông ra đây còn bảo. Ra đây. Cái thằng đụt này nó khôn lắm. Đã đụt mà lại còn khôn. Nó khôn ở đây là khôn nghe theo lời vợ nó. Thế còn có cái ngụ ý như thế này, ông nghe xem có phải không nhá. Mày nói đi. Vâng. Bây giờ ấy, ông cho nó mấy hào để con dắt nó đi mua thuốc. Ông ở đây muốn làm gì vợ nó thì làm. Được. Thế mà khôn hơn thằng đụt. Được. Đụt ơi. Dạ. Ông bảo cái thuốc mày mua ấy, mày thấy nó không khỏi đúng không? Có phải mày mua thuốc rẻ tiền đúng không? Nhà đụt chỉ có tiền mua thuốc đấy thôi. Thì đấy. Thôi được rồi. Cái tánh ông là hay có cái tánh thương người. Đây. Ông cho mày 3 hào. Thằng Nô nó dẫn mày đi mua thuốc tốt, về uống mới khỏi được. Thế còn đây là ông vào ông khám luôn cho vợ mày. Khi mà uống thuốc tốt vào ấy, thì nó mới khỏi bệnh được. Mày hiểu chưa? Ông đây. Cho đủ tiền đi mua thuốc tốt à? Đây. Ông cho 3 hào. Này. 1. 2. 3. Đấy. Đi. Thằng Nô nó dẫn đi. Đụt đội ơn ông Phú. Thế sao mày không đi mua thuốc luôn đi? Thôi, đụt không cần mua bây giờ đâu. Uống hết chỗ thuốc cũ, rồi mua thuốc mới cũng được mà. Ui giời ơi, mày đúng là thằng đụt. Các cụ đã nói rồi, cứu người như cứu họa. Thì mày không mua thuốc bây giờ, về vợ mày nó lăn quay ra nó chết đấy. Thì có phải là mày phí cả cuộc đời mày không? Thế phải mua thuốc tốt để cho vợ uống luôn à? Đúng rồi. Đi đi. Nó chết lăn quay ra đi. Mày ân hận cả đời con ạ. Cái gì? Ông Phú ngồi đây nhá. Trông nhà cho đụt. Không được vào trong nhà để cho vợ đụt nghỉ nhá. Này, ông cầm lấy. Thì ông khám cho nó. Ông không được khám. Ông phải chờ đụt về ông mới được khám nhá. Ông ngồi đây. Ông chọi nứt hai con trâu này đi nhá. Đụt đi mua thuốc về cho vợ nhá. Được rồi, thế thôi. Mày đi theo thằng Nô đi. 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 Đi nhanh nhanh. Đụt đi mua thuốc về cho vợ. Đụt đi mua thuốc về cho vợ. Đụt đi mua thuốc về cho vợ. Đi đi con. Đi mua thuốc. Đi lâu vào. Vợ mày ở nhà để ông chăm sóc cho. Còn cái con nghe ọ này
Mày bảo ông chọi trâu. Thôi, cái này dành cho mày chọi. Còn ông ấy, ông chọi vợ mày cho. Ôi thôi, thôi, không phải ho. Ông vào đây. Ôi trời. Nhanh chân lên. Đi nhanh lên. Đi mua thuốc chứ. Nhanh cái chân lên. Sao đấy? Sao lại đi về? Đụt đi về thôi. Chứ vợ Đụt nằm ở nhà có một mình thôi. Ông đã tạo điều kiện cho tiền để đi mua thuốc rồi, lại còn đi về. Vợ Đụt dặn là Đụt phải ở nhà, Đụt phải trông nhà, để khách đến mua thì còn bán hàng nữa chứ. Thế không nhớ cái gì à? Ông Phú đã dặn rồi, cứ đi mua thuốc nhá. Còn cái việc trông nhà, bán hàng và trông vợ của Đụt ý, thì để ông Phú lo cho. Đúng chưa? Thôi, đi. Gì nữa? Xem còn tiền không? Còn không? Còn. Rồi. Nhưng mà mua thuốc tốt thì có khỏi bệnh nhanh không? Hỏi lạ đấy. Khỏi nhanh chứ còn gì nữa. Đây nhá. Thế bình thường Đụt mua cái thuốc đấy thì vợ của Đụt có khỏi bệnh nhanh không? Đụt có biết đâu. Thì vợ Đụt chỉ bảo là đi sang nhà thầy lang lấy thuốc, rồi vợ Đụt đưa cho tiền để giả ông thầy lang, chứ Đụt có biết là bao nhiêu tiền thuốc đâu. Khổ quá. Thôi được rồi, lấy tiền ra đây. Lấy ra đây, nhanh lên. Đấy. Mượn một tí thôi nhá. Mượn một hào. Anh Nô mượn, anh Nô phải giả Đụt nhá. Sẽ giả. Này. Ây, rồi sẽ giả. Nghe hỏi đây này. Thế bình thường ấy là vợ Đụt đưa cho Đụt mấy hào? Một hào đúng không? Thế vừa rồi ông Phú đưa cho Đụt mấy hào? Đúng rồi, gấp 3 lần mọi khi vợ Đụt đưa cho Đụt. Thế chứng tỏ rằng là thuốc của ông Phú bảo Đụt mua sẽ tốt gấp 3 lần cái loại thuốc mà vợ Đụt bảo Đụt mua. 3 lần? Đúng rồi. 3 lần thì khỏi 3 lần? Khỏi 3 lần và là khỏi luôn đấy. Thế thì đi mua. Ừ. Đi mua. Ừ, đi mua về đi. Cho vợ Đụt uống. Ừ, đúng rồi. Đi. Ừ. Cái gì nữa? Thế nhưng mà ông Phú ở nhà, ông Phú có trông được vợ Đụt không? Sao lại không trông được? Ông Phú ngày xưa đã là thầy lang, ông Phú biết cách chữa bệnh mà nhá. Ông Phú lại còn bán hàng cho Đụt nhá, nhiều người đến mua sẽ có nhiều tiền hơn, đúng chưa? Thôi thôi, Đụt về đây. Lúc nãy ông Phú bảo là ông Phú vào khám bệnh cho vợ Đụt. Không, định đi đâu, không đi được. Ông Phú đã dặn như thế rồi. Thế bây giờ mà Đụt không mua thuốc cho vợ Đụt, thế chẳng nhẽ Đụt muốn vợ Đụt chết à? Đụt nghĩ thử mà xem. Bây giờ vợ Đụt chết đi thì Đụt sẽ sống một mình, sẽ buồn lắm đấy. Hay anh Nô đi mua cho Đụt đi, để Đụt về nhà trông vợ. Ê, không được. Việc ai người nấy làm chứ. Ông Phú đã giao việc rồi. Nô ấy chỉ có trách nhiệm là đưa Đụt đến nhà thầy lang, đúng chưa? Còn Đụt là có trách nhiệm phải mua thuốc cho vợ Đụt chữa bệnh. Sao lại phải đưa Đụt đến nhà thầy lang? Đụt biết nhà thầy lang mà. Ừ thì ông Phú giao nhiệm vụ thì anh Nô biết làm sao được. Hay là Anh Nô đi về nhà Đụt đi, để Đụt chạy thật nhanh đến nhà thầy lang mua thuốc tốt về để cho vợ Đụt uống. Vợ Đụt khỏi bệnh sẽ không bị chết. Không được. Sao lại không được? Cái này thì là ông Phú ông ấy giao nhiệm vụ rồi.
Bây giờ mà nô về đấy, ông Phú ông nhìn thấy nô bỏ đụt ở lại một mình như thế thì ông Phú đánh cho nô chết. Thế anh nô mới đụt đi mua nhanh đi để còn về. Đúng rồi, nhá. Đi mua nhanh rồi. Đi. Từ. Hay là bây giờ như thế này đi. Hai người thì sẽ đi lâu hơn một người. Đúng không? Bây giờ Đụt đang cầm tiền rồi thì Đụt chạy thật nhanh đến nhà ông Lang mua thuốc đi. Anh Nô sẽ ở đây đợi Đụt. Một người đi nhanh hơn hai người. Đúng rồi. Một người đi ngắn hơn hai người. Đúng rồi. Thế anh Nô đứng đây chờ để Đụt đi mua thuốc nhá. Đúng rồi. Mua thuốc vào cho vợ. Đúng là Đụt. Bảo là Đụt không hổ danh là Đụt mà. Có thế mà cũng bị lừa. Vợ mà sắp bị ăn rồi đấy. Ai ăn? Ôi, dạ, con chào bà. Ai ăn? Không, con ăn, dạ, con đói. À đấy, nói đến cái vụ đói. Hôm qua, mày chưa ra mày ăn vụng đúng không? Hả? Hôm qua bà để cái đĩa giò đấy, sao mày ăn? Con ăn bao giờ? Bà có nhìn thấy con ăn không? Con không hề động vào đĩa giò của bà. Mày cấm cãi nha. Bà thấy mất một miếng, rõ ràng là có 6 miếng. Tại sao lúc bà vào còn có 5 miếng? Dạ, con bẩm bà. Nếu mà bà bắt tận tay con ý, thì con xin chịu. Nhưng mà rõ ràng là con không ăn. Mày không ăn đúng không? Vâng. Thật là mày không ăn đúng không? Vâng. Mày không ăn thì ai ăn? Bà hỏi con thì con hỏi ai? Mày không ăn là may cho mày đấy. Sao lại may ạ? May cho mày bởi vì là bà bỏ thuốc chuột. Bà ơi, con là... Mày làm cái gì đấy? Hả? Con móc họng để cho nôn ra. Sao lại nôn ra? Bởi vì con ăn miếng giò. Ôi giời. Đấy nhá, bà chỉ thử mày một tí thôi nhá. Mày cái miệng. Con xin bà, con xin bà. Cháy nhà mới ra mặt chuột nhá. Bà ơi, con đói quá nên là con có hơi vui mồm một chút thôi ạ. Vui mồm? Mày bỏ ngay cái tật đi nhá. Vớ vả vớ vẩn. Bà đùa với nhà mày à? Dạ. Bà có để cho mày chết đói bao giờ không? Hả? Không để cho con chết đói nhưng mà một ngày cho con ăn mỗi 5 bát. Mỗi 5 bát? Nhà người ta nô chỉ ăn 1-2 bát thôi là người ta có sức để làm cả ngày rồi. Mày ăn những 5 bát của nhà bà đấy. Mà tại sao mày đứng đây? Ông đâu? Hả? Dạ thưa bà, khổ thân ông nhà mình quá bà. Sao lại khổ thân ông nhà mình? Ông làm sao? Hả? Dạ bà cứ yên tâm, ông không làm sao. Nhưng mà bà cứ bình tĩnh nghe con giải thích đã. Chuyện là thế này, khi vừa nãy con cùng ông đi sang nhà thầy Lang thì đi đến đoạn này. Đoạn này sau đó thì gặp cụ Lý. Cụ Lý có rủ ông nhà mình đi đánh bài. Cái thằng này, bà bảo mày làm sao hả? Ông đi đâu là mày phải đi theo ở đấy cơ mà. Ôi nhưng mà bà ơi, ông với cụ Lý dặn là con phải đứng đây để chờ ạ. Những cái lời ông dạy thì mày nhớ nhỉ? Thế còn những cái lời bà dạy thì mày quên hết rồi à? Dạ, vâng ạ, con nhớ lời bà, nhớ cả lời ông. Nhưng mà bà biết đấy, cụ Lý là người mà nói một tiếng mà như sấm rền ấy ạ. Con sợ lắm, cụ bảo con đứng ở đây chờ ông thì con chỉ biết nghe theo ạ. Mày được cái lẻo mép lắm đấy nhá. Thôi được rồi, đi ra nhà cụ Lý. Nhanh lên, tiện thể bà cũng đang có việc để tìm cụ Lý đây. Đây. Dạ. Ai ôi. Ai. Này. Mày làm sao đấy? Ui trời ơi. Hả? Bà ơi. Làm sao? Hình như hôm qua con ăn miếng giò. Bây giờ con bị đau bụng hay sao ấy. Bà ở đây nhá. Bà ở đây, bà chờ con một lát con đi giải quyết đã nhá. Bà ở đây nhá. Bà ở đây nhá. Này. Quái lạ nhỉ, nghi nhỉ. Rõ ràng là nó bảo với mình là nó đi theo ông để đi sang nhà thầy Lang cắt thuốc.
mà xong rồi nó lại đứng đây một mình. Nghi lắm. Thằng này là nghi lắm. Có khi nào mà nó lừa mình không nhỉ? Thôi rồi, mày đi thì bà đi theo mày. Ông ơi! Ông ơi! Ông ơi! Ông, cái gì đây? Bà. Rồi ui. Ông ra ngoài đi, ông ra ngoài đi. Mày gặp bà ở đâu? Con gặp bà ngoài chợ. Rồi. Bà hỏi ông đâu? Sao mày ngu thế, mày không biết giấu à? Con không giấu được. Ui giời ơi. Ông ra đi cho con. Bà. Mày về bà tính sổ mày. Có đâu nữa? Được rồi. Cái con lăng loạn này. Úi giời ơi, mày đi ra đây. Mày đi ra đây. Úi giời ơi, mày ra gấp chồng bà. Úi giời ơi, làng nước ơi. Đến mà xem cái con lăng loạn này. Úi giời ơi. Bé cái mồm thôi. Bà ơi, cái mồm đi mộng. Bà ơi, con xin bà hiểu lầm con rồi ạ. Xin gì? Ông Phú có vào hỏi thăm, nhưng mà con không đồng ý đâu ạ. Rồi. Ông Phú làm sao mà phải vào hỏi thăm mày? Hả? Hả? Mày muốn cái con lăng loạn này. Bà nhá, bà đã giúp mày, bà cho mày vay tiền rồi. Mà mày đối xử với bà như thế là cái con khốn nạn này. Con khốn nạn này. Bà đánh cho mày này. Ôi. Mày nhá, mày dám cướp chồng bà đúng không? Hả? Cái con vô ơn đời nghĩa. Vâng ơn đời nghĩa này. Tôi đã làm được gì đâu, tôi mới chỉ thăm khám. Tôi đã làm gì đâu. Thăm khám à, đến lúc ông làm gì được đó thì... Úi giời ơi. Chồng với con thế à? Thôi đi mà ê. Về à, chưa xong đâu nhá, yên đây để con này giải quyết nhá. Mày nói đây. Hả, mày làm gì? Mày làm gì? Hả? Bà hiểu lầm rồi ạ. Hiểu lầm mà mày lại định gái đĩ già mồm mà hả? Quỳ xuống, ai cho mày đứng? Hả, ai cho mày đứng? Bà là bà điên lắm rồi nhá, bà máu xấu con nhá, là bà đốt cái nhà mày luôn, mày giết mày luôn đấy. Thôi tôi xin bà, bà có để cho tôi được nhìn cái làng cái tổng này ngẩng mặt lên không hả? Ông hả, ông thì phải cắm mặt xuống dưới đất này này. Ôi. Bà nói cho mày biết nhá, cái nợ mà bà đã chưa thèm đòi mày rồi, bây giờ mày lại còn gây ra cái chuyện này nữa. Mày tính sao với bà đây hả? Con hứa là vài ngày nữa con sẽ trả. Mày mạnh miệng đấy, vài ngày nữa mày trả nhá. Mày nhớ đấy, mày mà không trả bà đốt nhà mày. Đi về. Thằng Nô, mấy hôm nữa nó mà không trả tiền bà cho mày đốt nhà nó luôn. Mang thuốc về cho vợ. Mình ơi, mang thuốc về cho vợ này. Mình đi đâu mà lại bảo tôi ở nhà của mình hả? Tôi đi sang thầy lang bốc thuốc cho mình mà. Tôi đã dặn là phải ở nhà cơ mà. Tôi xin lỗi, tôi đi mua thuốc mà. Sao mình đang ở trong nhà, mình lại ra đây quỳ? Tôi đã dặn mình là mình phải ở nhà trông quán. Tại sao mình lại đi? Mình không bao giờ nghe lời tôi hả? Tôi xin lỗi, tôi sẽ nghe lời mình. Ông Phú cho tôi 3 hào. Tôi đi bốc thuốc tốt, mang về cho mình uống để nhanh khỏi bệnh mà. Tôi dặn mình này, sao không được bỏ tôi một mình ấy chưa? Tôi nhớ rồi. Mình ở với nhau phải có vợ có chồng. Mình nhớ chưa? Tôi nhớ rồi. Không để vợ một mình ở nhà. Không để vợ một mình ở nhà. Tôi mệt rồi. Đỡ tôi vào nhà đi. Thank you.
Đút. Nè, uống nước đi. Uống đi, uống đi. Này, ôi trời ơi. Làm gì mà ông rón rén đấy hả? Ngồi xuống. Tôi đi sang nhà cụ Lý. Cụ Lý? Cụ Lý làm sao lại phải rón rén thế hả? Nói thật đi. Đi đâu? Đêm hôm rồi. Tôi nói thật với mình mà. Hôm nay nhà cụ Lý đánh tổ tôm. Cụ Lý mới sang đây bảo tôi là thiếu chân. Mà bà biết đấy, cụ Lý chỉ hợp đánh tổ tôm với tôi thôi. Giời, cụ Lý chỉ hợp đánh tổ tôm với tôi. Tôi chả tin. Ơ kìa, thế tôi phải nói thế nào thì mình mới tin? Này, tôi nói cho ông biết, ông định lừa ai hả? Ông lừa thằng Nô à? Này, tỉnh lại đi. Tôi là vợ ông nhá. Ở với nhau bao nhiêu năm rồi, tôi lại không thừa hiểu tính ông chắc. Thôi mà mình... Ra! Ơ kìa, nghe tôi nói xong đã. Tôi sang, tôi chỉ làm vai canh bạc thôi. Tôi phải chiều lòng cụ Lý. Thì cụ Lý cụ ý mấy, có nhiều ưu đãi, cất nhắc cho mình chứ. Rồi về, tôi lại phục vụ mình. Phục vụ mình? Này, từ từ đã. Lạ lắm nhá. Tự nhiên sấn sổ hăng hái. Sao bóp thế? Bình thường mọi hôm có thế đâu. Tự nhiên hôm nay tôi cảm thấy cơ thể mình nó cường tráng, khỏe lắm. Cường tráng à? Ừ. Cường tráng thì vào. Đây. Ôi trời ơi. Đi đi đi. Không, không được hả? Ừ. Nhưng mà cụ Lý sang đây cho gọi tôi rồi. Không phục vụ mình ngày hôm nay được. Này, nghi lắm nhá. Cụ Lý làm gì lại có cái chuyện cụ Lý sang đây? Vớ vẩn. Bà không tin à? Tôi làm sao mà tin được. Làm gì có cái chuyện cụ Lý sang đây. Này, lừa ai? Lừa ai? Từ từ. Tôi sẽ kể ngọn ngành cho mình nghe. Tôi đang ngủ, tự nhiên thấy tiếng chó sủa. Tôi lại cứ tưởng trộm. Tôi mới bật cung cửa ra. Tôi đang định cầm cái ba to này. Tôi ghẻ. Ai ngờ vừa giơ lên thì hóa ra là cụ Lý. Thế là cụ Lý sang đây? Ừ. Thật là cụ Lý sang đây? Thật mà. Này, cụ Lý bảo là đang thiếu chân mà mày phải sang đây ngay. Thế là tôi tưởng mình ngủ rồi mới phải rón ra rón rén đi như thế, sợ mất giấc ngủ của mình. Giời, nghĩ cho tôi thế. Này, vẫn chưa tin đâu nhá. Này, nhà cụ Lý thiếu gì gia nhân mà lại phải tận mình đi sang bên này hả? Ừ, thì bình thường thì vẫn thế. Thế nhưng mà tôi cũng thắc mắc y như mình. Tôi hỏi là bẩm cụ,
Thế sao cụ không cho giai nhân gia nô sang đây bảo con một câu là con phi sang ngay? Nhưng cụ Lý bảo là mọi khi giai nhân sang là cụ toàn thua. Cụ đổ tội cho bọn giai nhân là toàn thằng là số hãm với cả số đen thôi. Cho nên là hôm nay cụ bảo là tao thay đổi phong thủy, thử đích thân sang đây, mời mày sang xem là nó có đổi vận hay không. Thì đấy, lúc đi thì tôi mới bảo là thế thì con mời cụ về, con sang ngay. Nhưng mà tôi sợ là mình thức giấc tôi mới phải đi rón ra rón rén như thằng ăn trộm ấy. Này, cụ Lý lạ thật, thế lại bảo ông sang để đổi vận á. Ông thì đen bỏ xừ nên được có cái lúc nào đỏ đâu mà đổi vận. Ok, vơ vẩn. Mình không tin, mình hỏi thằng nô nhà mình mà xem. Này, tôi việc gì phải hỏi thằng nô hả? Tôi ở với ông bao nhiêu năm, tính ông như thế nào tôi thừa hiểu. Này, lại định đi đâu đúng không hả? Khổ quá. Là định vớ vẩn đúng không? Làm gì có chuyện đó. Tôi là tôi sang nhà cụ Lý, nó đánh tổ tôm thật mà. Thật không tin thì không? Thật đấy, không tin mình cứ gọi thằng nô mình hỏi. Thế được rồi, để tôi gọi thằng nô ra. Nếu mà nó nói là không phải thì ông nhớ chưa? Là tôi nói thế chứ bây giờ thằng nô nó ngủ rồi, mình gọi nó ra làm gì? Gọi nó ra làm gì? Nghe cái giọng điệu của ông là tôi thấy nghi lắm nhá. Rồi, dọa có một tí gọi nô dậy mà đã xón bó lên thế à? Là tôi nghĩ tôi thương nó, nó đang ngủ thế này mà bị gọi dậy này, khổ thân nó. Từ lúc nào mà ông lại biết thương thằng nô thế? Tôi có tính thương người, mình biết mà. Mình biết mà. Thằng nô! Ơi! Thằng nô đâu? Mình gọi thật à? Thằng nô đâu? Dạ! Mày mang ngay cái dạ của mày ra đây! Ôi ơi! Ô, cái thằng này! Mày đừng có hỗn, mày đừng láo nha. Nha. Ai cho phép mày đi qua mặt ông bà? Đi lại. Dạ. Nó đi thế nào cũng được mà lại bắt đi lại. Bà bảo là mày không được đi qua mặt bà. Tại sao mày lại đi qua mặt bà? Đi lại. Ôi ôi. Này. Bà nói cho mày biết nhá. Nhà này là nhà nào? Hả? Có tôn ti trật tự, đàng hoàng. Mày đừng có lớ ngớ nhá, đừng có láo với bà nhá. Dạ. Dạ bẩm bà. Dạ bẩm ông. Cho con thưa chuyện này ạ. Bây giờ đã là canh ba rồi. Con đang say giấc nồng. Ông bà gọi con dậy có việc gì đấy ạ? Cái thằng mới bước qua canh một, chuẩn bị bước sang canh hai. Canh ba đồng canh ba. Dạ, mới canh một. Này, thằng này nó nói tôi thấy buồn cười nhỉ. Cười làm gì là có cái chuyện mà gia nhân nhà nào mà lại đến ngủ mà chủ gọi lại đến dậy lại bảo là con đang ngủ, ông bà cho gọi con làm gì? Vớ vẩn. Mày ở nhà ai thì mày phải rào nhà đấy. Tao gọi mày lúc nào thì mày phải dậy lúc đấy. Thôi bà, thôi. Thằng này. Khổ thân nó. Lúc bà nói, tại sao mày ngủ? Dạ, bẩm bà, muộn quá rồi ạ. Con đang trong cái giấc của con cho nên là con ngủ gật. Con xin lỗi bà. Nó nói đúng đi, nó đang rất say nồng. Việc ông ạ, tôi đang dạy nó nhá. Thì nào tôi nói thế? Này, dạ. Thế là nói tóm lại là vừa rồi bà nói mày không nghe à? Hả, mày ngủ à? Dạ. Hả? Mày có nghe thấy cái gì không? Dạ. Tỉnh đi mày. Dạ, con tỉnh ạ. Mày tỉnh chưa? Con tỉnh ạ. Khi mà bà nói thì mày vặn cái tai mày lên mày nghe. Mày đừng có khinh bà, mày nghe chưa? Dạ. Mày khinh bà rồi mày liệu hồn đấy. Dạ. Nghe bà hỏi đây. Dạ. Thế vừa rồi ông Lý sang ông Lý bảo như nào? Hả? Bảo gì ạ? Ô. Ông ơi! Hả? Sao tự nhiên mắt ông hôm nay lại mắt chấm mắt phẩy đấy ông? Xem nào. Chắc mắt là làm sao? Xương nó rơi vào mắt, xương. À thế ạ, ông ơi, ông có cần con thổi cho không? Thôi không cần. Đấy,
Bà thấy không? Nó bảo đấy, ông Rúy sang đây là ông Rúy mày cho đòi gặp tôi ngay đấy. Nó nói lúc nào? Thì mày nói đi. Cái gì đấy? Thường không ông? Ý rồi, có, yên tâm. Dạ bẩm bà, vừa nãy con đang ngủ thì ông Lý có đến tìm con. Và ông Lý có nhờ con nhắn với ông rằng sang chơi tổ tôm với cụ Lý ạ. Đấy bà thấy chưa? Ôi con nói dối. Đường đường là ông Lý, lý trưởng của một cái làng này, mà lại đi sang đây gọi ông đi sang đánh tổ tôm. Cái lạ thật. Tôi vừa nói với bà xong, làng ngày hôm nay cụ Lý muốn đổi vận, đích thân cụ sang cho gọi tôi. Chứ dạ nhân thì gọi nhiều quá, cụ toàn thua. Dạ bẩm bà, đúng là như vậy ạ. Đấy. Thôi được rồi, thế tao lại hỏi mày. Dạ. Thế nhà cụ Lý cụ bảo là cụ sang để gọi ông sang đổi vận đúng không? Dạ vâng. Thế biết bao nhiêu người, tại sao cụ Lý không mời mà cụ Lý lại mời ông mày? Đấy, mày giải thích đi. Dạ bẩm bà, có rất nhiều ông để cụ Lý có thể mời. Nhưng mà chỉ có ông nhà mình mới mang lại may mắn cho cụ Lý được thôi ạ. Đúng rồi. Thế à? Thế là ông mày là mang may mắn đến cho người khác à? Dạ. Dạ bẩm ông, có thưởng không? Có. Này. Hả? Trong cái chiếu bạc ấy, người ta gọi tôi là hợp cạ. Bà hiểu chưa? Hợp cạ. Đúng rồi, người khác chơi cụ Lý toàn thua. Nhưng mà tôi ngồi với cụ ấy, cụ toàn thắng. Người ta bảo đấy được gọi là phong thủy. Đúng rồi. Phong thủy ạ? Dạ. Này, thế cụ Lý sang có dặn là bà đi sang chơi với lại bà Lý không? Không có. Cụ Lý chỉ dặn mình tôi thôi. Này, dặn ông hay là dặn thằng Đô? Dạ bẩm ông, có thưởng không? Có, mày cứ... Dạ thưa bà, cụ Lý có nói với con rằng cứ để bà ngủ cho lại sức ạ. Bà ngủ à? Không dặn bà sang. Này, bình thường là khi mà ông Lý chơi tổ tôm ấy, là bà Lý là cũng hay chơi lắm. Mà bà Lý chơi là kiểu gì cũng phải gọi bà sang. Tại sao lại bà hôm nay lại không gọi bà sang nhỉ? Dạ thưa bà, cụ Lý có nói rằng bà Lý hôm nay mệt, nghỉ ạ. Bà mệt à? Dạ. Bà mệt à? Thôi mình đi nghỉ đi. Muộn rồi, ngồi đây xương nó rơi xuống. Ngày mai mình ốm, mình mệt, tôi lại mất công chăm sóc. Mình nhớ. Rồi, thôi được rồi. Thì đi đi. Đi nhưng mà nhớ về sớm đấy. Yên tâm, tôi chỉ canh năm là về thôi mà. Cái gì? Canh năm? Canh năm là trời sáng rồi, sớm cái gì nữa? Thế là chả là sớm. Thế tôi nói với bà nhá, chơi bạc từ xưa đến nay, bà biết thừa nhà cụ Lý có bao giờ nghỉ sớm không? Bao giờ cũng thế, canh tư canh năm, con gà nó gáy thì bắt đầu mới gọi là tan chiếu bạc. Đúng không? Thế là canh tư canh năm mới về đúng không? Đúng rồi. Thế đi đến khi nào canh tư canh năm mới về đấy nhá. Được, mà tôi nói này, tôi về ấy, tôi sẽ đi nhẹ nhàng, không đánh thức. Chứ không tôi mà đánh thức mình lại mất giấc ngủ, mình lại trách tôi. Mình... nhá. Được rồi, đi đi. Con chào ông à. Mày ở nhà trông bà, đừng có đi đâu. Bà cần là gọi có ngay. Mình ông đi thôi. Tại sao lại ở nhà trông bà? Vớ vẩn. Thằng Nô, mày đi theo ông. Không được. Bà nhìn này, cái mặt nó hãm thế này. Đi với tôi để mà thua bạc bán nhà. Đấy, ôi trời ơi, cái mặt nó thế kia mà đòi nó đi theo tôi thì có mà bán nhà. Nếu mà nó không đi theo ông thì ông ở nhà. Không được. Bà bảo cho nó ở nhà, tôi đã nói rồi là nó chăm sóc bà, chứ để mình bà ở nhà tôi không yên tâm. Ông dở hơi à, tôi cần gì nó phải chăm sóc hả? Đi đi, mày đi theo ông. Nhớ là phải trông ông cho cẩn thận đấy. Biết chưa? Vâng. Lại cho cái thằng này đi à? Đi! Thế được rồi, mày ở ngoài không được vào chiếu bạc đâu. Dạ. Mày mà vào ông thua hết thì sao? Con cũng không muốn vào đâu ạ. Các bà đi nghỉ đi.
Mai tôi thắng bạc về tôi phục vụ bà. Truy. Dạ. Nhớ là trông ông cho cẩn thận đấy. Dạ. Đi đây. Mày đi xa tao ra. Mày đi gần ông vào. Ra đi. Đi rồi à? Rồi. Rồi ơi. Kiếp. Cái chùm này đựng tương gì chua thế? Chua thì về tắm đi. Tắm là tắm thế nào? Đằng nào chẳng thế. Này, làm cái gì đấy? Làm cái gì? Làm cái đấy chứ làm cái gì nữa. Ôi dồi ôi. Sao lại có cái người đẹp thế chứ nị? Này, cho người ta làm cái đi. Một cái thôi. Một cái? Một cái là một cái thế nào? Ơ kìa, làm sao đấy? Phải mấy cái chứ. Mấy cái cũng được. Như làm luôn nhá. Thôi. Đùa thế thôi. Đi về đi. Không cái con mụ già nó rống lên đấy. Vớ vẩn. Mụ già nào dám rống lên. Tôi nó là trụ cột trong gia đình rồi. Nhá. Mà đằng ấy chắc vẫn giận tôi mấy hôm trước cái gì. Chứ còn gì nữa. Này. Hơi chán đấy. Thì tại hôm đấy ăn cháo nên nó hơi yếu. Hôm nay khỏe rồi. Thế bây giờ thích như thế nào? Thì ai biết. Khiếp, mới nghe thôi là đã muốn. Thôi, tranh thủ đi. Không cái lão lùn nhà đằng ấy về lại chả được cái nào. Tùy. Tùy à? Tùy đi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ông ơi. Ôi giời ơi. Mày làm tao giờ tất cả mình. Ông ơi. Hả? Ông bảo là ông con mình sang nhà cụ Lý cơ mà. Ê, sao lại qua nhà vợ chồng thằng Đụt ạ? Thì tao phải nói là sang nhà cụ Lý thì bà mới cho đi. Chứ nói sang đây, đợi đây mà bà mà cho đi. Ông ơi. Mày làm sao đấy? Con cảm ơn ông. Hàng ngày ông đánh con, ông chửi con. Con nghĩ rằng là ông ghét con. Nhưng mà ông lại đưa con đến đây để được ăn đêm như thế này thì con biết rằng là ông yêu con lắm ạ. Để con vào gọi món ăn nhé. Thôi, đứng đây đã. Tao cứ tưởng mày làm sao mà mày khóc. Mày lúc nào có mồm mày cũng ăn. Không bao giờ cho cái mồm nó nghỉ, nó như tép nhảy. Ông cũng lạ thật đấy. Ông là chủ của con. Ngày nào ông cũng đòi đạp. Thế con là tớ của ông thì ngày nào con cũng phải đòi ăn chứ ạ. Trời ơi, mày đúng là cái thằng đầu óc tâm hồn ăn uống. Thế bây giờ ông con mình cứ đứng đây hả ông?
Cứ từ từ. Dạ vâng. Thôi được rồi. Mày muốn ăn đúng không? Dạ vâng, con muốn ăn. Thế thì bây giờ để ông vào đây, ông ăn chứ không phải mày ăn. Ông nói thật, mày biết này. Ông vào ăn, con ngồi xem. Thế thôi còn về đấy. Từ không được. Mày mà về mày giết tao. Thế con phải về chứ ông. Đằng nào thì con cũng phải ngủ sớm. Ngủ sớm để làm gì? Để sáng sớm ngày mai dậy. Dậy để làm gì? Dậy để cho gà ăn, cho bò ăn, cho lợn ăn, cho vịt ăn, rồi cho ông ăn và bà ăn. Đúng không ạ? Thế bây giờ con không dậy thì lấy đâu ra ông với bò với bà với lợn ăn ạ? Thôi được rồi, lúc nào lại phải ngủ ăn là được. Hôm nay ông sẽ cho mày ăn. Dạ. Nhưng mà ông ăn trước, mày ăn sau. Ôi thôi cũng được, trước sau gì không quan trọng, miễn là được ăn. Nhưng mà mày nghe đây này. Dạ. Mày cứ đứng canh ở đây, để ông vào đây ông ăn trước, xong rồi ông ra ông cho mày nắm xôi nhớ. Ông này, ông chả thương con gì cả. Ông nhìn xem, trời thì tối, đã thế còn lạnh. Ông cho con mỗi một nắm xôi trông cả đêm, ít ra là phải cho miếng giò chứ. Thôi được rồi, một nắm xôi, một miếng giò. Ngồi đây, để ông vào ông ăn trước. Dạ. Nhớ, canh cẩn thận đấy. Dạ. Ông ơi! Úi giời ơi! Cái gì nữa? Hay là ông cho con ăn xôi với giò trước đi. Rồi để con có sức con canh cho ông. Mày! Mày! Đứng đây canh! Rồi ông cho mày ăn! Nhớ đấy! Ông ơi! Ôi, cái gì nữa? Cái gì? Nhưng mà con trông cả đêm như thế này không có gì vào bụng, con đói lắm. Thế thì nếu mà không được ăn cả giò lẫn xôi thì ông cho con giò hoặc xôi cũng được. Ôi, ôi tao phải lạy mày ngã nón lên đồ ạ. Rồi, ông ăn xong thì mày muốn ăn gì ông cho mày ăn. Nhưng mà ông phải hứa với con là nhanh lên ông nhá. Được rồi. Con đói lắm đây. Tụt hết cả cảm xúc của ông. Ôi trời. Đang yên đang lành, ngủ ngon như thế rồi tự nhiên dựng người ta dậy, xong bắt người ta ra đống rơm ngồi. Ác gì thì ác thế. Úi giời ơi, thằng Đụt à? Úi giời. Ông Phú à? Tao đây. Úi, tao cứ tưởng ai. Úi giời. Giờ này ông Phú còn sang nhà tôi làm gì? Ông ngó gì thế? Mà sao giờ này mày vẫn còn chưa ngủ, mày đứng đây làm gì? Tôi cũng buồn ngủ rồi, nhưng mà vợ tôi chưa ngủ. Vợ tôi chưa ngủ thì Đụt chưa ngủ được đâu. Muộn thế này thì mày ngủ đi, nó mới khỏe được. Mai còn đi chăn trâu, cắt cỏ. Đụt cũng muốn ngủ, nhưng mà vợ chưa ngủ thì Đụt làm sao ngủ được. Mà giờ này ông Phú còn sang nhà Đụt làm gì? Thì ông quan tâm vợ chồng mày, muốn sang thăm vợ chồng mày thì xem ngủ nghe thế nào. Ông sang thăm vợ chồng Đụt à? Ừ. Thế
ông thăm rồi, ông đi về đi. Tao thăm rồi, nhưng mà tao đã nom đâu. Thế ông còn muốn nom ai nữa? Thì tao thăm nom vợ chồng mày, bây giờ nhìn thấy mày rồi nhưng mà chưa nom được vợ mày. Vợ đụt đi ngủ, không thích ai nom đâu. Thôi, ông đi về đi, đi về để cho đụt đi ngủ. Từ từ đã nào. Tự nhiên ông lại đói đói nhỉ? Ồ, thế ông Phú chưa ăn à? Ông đã ăn gì đâu, gươm từ sáng đến giờ, đi việc làng nước, chưa có cái gì vào bụng. À, ông Bảo, thì bây giờ thế này nhá, mày xuống vườn, mày tìm mày bắt con gà, rồi mày vặt lông, mày thịt, rồi là mang lên cho ông ăn. Ông trả tiền. Bây giờ đi bắt gà, rồi thịt cho ông ăn á. Thế nhưng mà tối rồi, bếp lửa tắt rồi, không bắt được gà đâu. Thì khó thế thì bây giờ ông trả mày thêm tiền. Đây, ông cho mày 5 hào. Mày bắt con gà, con gà là choai choai thôi cũng được. Nghe ông tiền thích không? Ông cho 5 hào. Bắt con gà thịt cho ông ăn à? Thịt cho ông ăn. Đây, đưa tay đây. Này, 1, 2, 3, 4, 5 hào. Đủ đếm đi, sẽ đủ chưa? Đủ rồi. Đấy. Thế ông Phú ngồi đây nhá. Để đụt đi bắt gà. Con gà nó đậu trên cây kia bắt được ngay. Mà ông Bảo này. Mày bắt được gà ấy, thì mày nhớ mày vặt sạch lông đi. Rồi mày hầm ấy. Chứ luộc thì vẫn cứng lắm, răng ông già rồi yếu. Ông chỉ ăn được thịt gà mềm thôi. Mà muốn mềm ấy thì chỉ có hầm gà thôi. Ông muốn ăn gà hầm à? Nhưng mà bây giờ bắt được gà, đun được nước, hầm được con gà thì lâu lắm, ông không chờ được đâu. Thì nó có lâu ấy thì ông mới cứ ăn được thịt vợ mày chứ. Ông bảo gì? Không, ý ông là nó lâu ấy thì thịt gà nó mới mềm, nó mới thơm. Thì ông mới ăn được chứ, rằng ông yếu lắm rồi. Thế ông ngồi đây chờ nhá, để đụt đi bắt gà nhá. Nhưng sao mà nữa? Ông Phú ơi, lâu như thế, thôi, đụt không làm nữa đâu. Sao lại không làm? Muộn rồi, đụt buồn ngủ lắm. Bây giờ bắt gà, thịt gà, hầm gà, lâu lắm. Mà vợ đụt đang nằm trong kia chờ rồi. Vợ đụt ngủ là đụt cũng phải đi ngủ. Đụt buồn ngủ lắm. Thôi, đụt không bán hàng nữa đâu. Đây, dạ ông. Cái thằng mày đúng là thằng đụt. Mày không biết thương vợ mày gì cả. Mày có muốn vợ mày có một cái Tết no đủ không? Ai bảo ông là đụt không thương vợ? Đụt thương vợ lắm đấy. Nếu mà thương vợ thì mày phải kiếm tiền về thêm cho vợ. Được rồi, đây. Giờ muộn rồi gì? Này đây, mày cầm lấy 5 đồng đi. 5 hào lấy đi. Ông cho mày thêm 2 hào nữa. Là 7 hào. Này, được chưa? Đấy, 5 hào rồi này. Ra đây, tay đâu? 1 hào nữa này, 2 hào nữa, là 7 hào tất cả đấy. Ông nói cho mày biết, bình thường ban ngày ngoài chợ, con gà luộc người ta bán có 2 hào. Thế bây giờ, mày có hầm con gà thôi, mày lấy ông những 6-7 hào này, gấp 3 con gà thằng bình thường còn gì nữa. Thôi được rồi, ông giả 7 hào, thì bây giờ đụt sẽ đi bắt con gà, hầm con gà cho ông ăn. Đúng thế... rồi. Ông ngồi đây chờ đụt nhá. Càng lâu càng tốt, cứ làm nhá. Biết rồi, đụt sẽ hầm gà cho ông ăn. Nhưng ông không được vào trong với vợ đụt đâu. Vợ đụt ngủ rồi nhá. Được rồi, thế mày đi làm đi. Nhưng đây ông đói lắm rồi. Ông nhớ phải chờ nhá. Được rồi. Đừng đi về nhá. Đi. Đụt đi đây. Thằng đụt, mày khờ lắm.
mà mày khờ ấy, thì để ông sờ vợ mày. Ông bảo gì cơ ạ? À? Úi giời ơi, mày đang giật cả mình. Không, ông có nói gì đâu. Mày đi làm gà đi. Thế ông vừa bảo là khờ sờ vợ. Ai khờ sờ vợ ạ? À, ý ông là mày đi làm gà. Ông ở đây ông chờ à. Gà của khờ. À, ừ. Ông chờ gà của khờ. Ừ. Ông ngồi đây chờ nhá. Rồi, đụt đi đi. Đụt đi nhá. Ừ. Ông Phú ạ. Đêm hôm thế này ông Phú còn sang đây làm gì ạ? À, ông đói. Ừ, cái bụng này nó cứ sôi lên. Thế là ông qua đây, ông bảo con xem còn cái gì không, ông ăn. Nhưng mà nhà con ấy, muộn thế này là hết hàng rồi, không còn cái gì bán nữa đâu ạ. Ừ, hết là hết thế nào? Dạ. Ông vừa đưa tiền cho thằng Đụt, chồng của em ấy, nó đi bắt con gà rồi. Chồng em đi bắt gà ấy ạ? Ừ. Thế à? Thế thì thôi, ông cứ đứng đây chờ chồng em. À, ông cứ đứng đây chờ chồng con nhá. Con đi vào nhà một tí. Ôi, đừng. Ông Phú làm cái gì đấy ạ? Thực ra cái việc ăn nó chỉ là việc phụ thôi. Ông qua đây là ông nhớ em. Với cả là em lại nỡ để cho ông đứng đây mưa gió như này lạnh chết. Ông đừng làm thế à. Thôi đây, để cho ông vào nhà ông chờ rồi ông cho tiền. Này này, ông có bao nhiêu ấy ông cho tất. Không, con không dám nhận đâu ạ. Con có làm gì cho ông đâu. Ôi giời, ông sẽ làm. Thôi con không nhận đâu. Cầm lấy. Ông cất đi ạ. Ông cho mà. Ông ơi. Ôi giời ơi, cái thằng Đụt này làm ông giật cả mình. Ông làm gì đấy? À, vợ mày kêu thiếu tiền, ông thương tình ông cho vay. Thế vợ con không lấy à? Vợ mày lại không lấy. Vợ con không lấy thì ông cho con. Cái thằng này, mày đúng là cái gà tao đâu? Đụt ra bắt, nhưng nhà Đụt chỉ còn có 2 con gà. Bắt con gà trống thì con gà mái nó không đẻ nữa. 2 con thương nhau lắm cho nên Đụt không bán nữa đâu. Thế thì thôi, giả tao tiền. Đưa này. Có mỗi thế không làm không xong. Đụt giả ông tiền này. Đủ 7 hào chưa? Đủ rồi. Mày đúng là không được cái tích sự gì cả. Dạ con chào ông Phú ạ. Ông Phú về ạ. Đêm hôm khuya khoắt này con đi thịt gà làm cái gì? Sao ấy, ai mua muộn như này là không được bán nghe chưa? Không được bán. Ừ, thôi. Đột nhớ rồi. Muộn không được bán. Ừ, thôi, dọn hàng rồi vào đi ngủ đi nhá. Quái nhỉ, ngủ sớm thế không biết. Mình ơi, ơi Mình ơi, ai da, tôi tưởng mình ngủ rồi. Ngủ gì giờ này? Mà này, sao ông đi đánh tổ tôm về sớm thế hả? Ui giời ơi, mình nhắc tôi lại bực. Đang chơi tự nhiên bà lúi dậy. Bà ấy đuổi tất. Bà bảo dẹp dẹp
không có tổ tôm tổ cá gì gì. Thế á? Bà Lý bảo thế á? Này, cuối cùng lươn ai hả? Ông định lươn ai? Tôi nói thật, cuối cùng thì tôi đi mất cả công, lóc cóc từ đầu làng đến cuối làng, chả được cái sầu gì. Thế có đúng là bà Lý đuổi về không? Thì đúng thế mà. Tôi nói cho ông biết nhá, bà Lý nhá không bao giờ đuổi ai về nhá. Có thì chỉ có ông Lý thôi, làm gì có chuyện bà Lý đuổi. Tôi nói thật mà mình không tin à. Thì đang chơi tin là bà ấy ra, bà ấy bảo là dẹp hết, không có chơi bời gì cả. Tự nhiên thì mất giấc ngủ của bà đuổi hết. Mà này, sao vừa lấy tôi đi tôi thấy mình khỏe lắm, sao bây giờ lại khoác cả chăn cả màn thế kia? Thôi thì bây giờ đêm muộn rồi, sương nó xuống lạnh. Mới lại vừa rồi đang ngồi tự nhiên đau bụng quá, nó chạy vào trong nhà nghỉ đấy. Ủa thế à? Thế có làm sao không? Làm sao thì để ngồi đây mà nói chuyện với ông được à? Thế mà cũng phải hỏi. Hỏi vớ hỏi vẩn. Này, tôi thấy ông là càng ngày là càng giống thằng nô rồi đấy nhá. Sao lại giống đó là giống cái gì? Đầu óc là có vấn đề đấy, không động não gì hết. Vớ vẩn. Bà đi soi tôi với thằng nô. Này, tôi bảo tôi có món quà tặng ông đấy. Tôi có nghe nhầm không? Bà có quà cho tôi cơ. Quà gì thế? Bất ngờ. Lại còn bất ngờ? Đâu? Đâu? Quà đâu? Giời, làm gì mà nghe thấy quà xốn xắn thế? Thì thích quà thì mới xốn xắn chứ. Bình thường có bao giờ bà cho tôi quà bao giờ đâu. Nhưng mà ông có muốn nhận không? Có. Có đâu? Muốn gì vậy? Đâu? Được rồi, nhắm mắt vào nào. À mà thôi được rồi. Đấy, thế này cho nó bất ngờ, đúng không? Tặng thì tặng đi, lại còn bất ngờ, bây giờ không bất ngờ. Thế thôi không tặng nữa. Thế được rồi. Nhắm mắt thì nhắm. Giờ vừa nhắm mắt vừa chùm khăn. Rồi, lại còn tặng chùm khăn nữa. Nào. Ui giời ạ. Được chưa? Từ từ, con phải cẩn thận. Làm gì mà cứ thì bí mật quá đi. Giời ơi, thế thì mới bất ngờ ấy. Cái gì nó kêu đây? Hả? Thì từ từ. Tôi nghe thấy chẹt một cái. Ôi, cái gì đây? Quả không có đâu mà lại cứ thụi vào người thế. Từ từ. Giời ơi. Đâu? Nói nhiều quá. Đang muốn tạo sự bất ngờ, mất cả hứng. Cái quà nó làm chả thấy đâu, toàn thấy thụi vào người đi, đau hết cả người. Tụt hứng rồi, không thích tặng quà nữa. À mà này. Thằng nô đâu? Hả? Ô, thằng nô đâu nhỉ? Ô. Chết cha. Này, thằng nô đi với ông, mà bây giờ ông về đây, ông lại hỏi là thằng nô đâu? Hả? Từ từ, tôi đang nghĩ. Cha, hay là nó ngủ quên ở nhà thằng Đụt nhỉ? Cái gì? Hả? Ông vừa nói cái gì? Đụt? À, thế là biết rồi nhá. Cháy nhà mới ra mặt chuột nhá. Đụt. Dám mèo mà ga đông này, chết này ông Thiên, dám này, cho ông chừa nhá. Đụt ơi, Đụt. Tôi đây. Vào đây tôi bảo. Ra đi. Vào đây. Ra đi. Tôi đã bảo là vào đây cơ mà. Đã bảo ra đi mày. Đấy, em ra rồi, Em đi cẩn thận không ngã nhá. Đúng là cái đồ Đụt. Này, ra đây tôi bảo. Vì em mà vợ anh mắng anh là Đụt đấy. Em đi cẩn thận không ngã nhá. Em đi chậm thôi. Mình xem, con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt, leo ra leo vào.
Con này. Kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt, leo vào, leo ra. Ơi, cẩn thận ngã em. Thôi, này, nghe tôi dặn đây này. Ừ. Cái bình rượu này nhá, là của nhà cụ Lý. Năm nào ấy là cụ ấy cũng đặt của nhà mình đấy. Bây giờ, Đụt mang cái bình này cho tôi, sang nhà cụ Lý, rồi lấy đúng 15 hào cho tôi, nhớ chưa? Mang bình rượu, sang nhà cụ Lý. Đúng rồi. Lấy 15 hào về. Đúng rồi. À mà nhá, cụ ấy mà có nhờ mua cái gì nhá, là không được đi mua đâu đấy nhá. Nhớ chưa? Đụt nhớ rồi. Cụ Lý nhờ cái gì cũng không đi mua. Đúng rồi. Nhưng mà nhớ là lấy đúng 15 hào đấy. Đụt nhớ rồi. Vợ ơi, mình ở nhà, trông em Kiến giúp tôi. Cẩn thận không em mới ngã đấy. Rồi, tôi biết rồi. Thôi mình đi đi. Mang rượu sang nhà cụ Lý. Lấy 15 xu về. Đúng rồi, 15 hào nhá. Lấy 15 hào về. Tôi đi đây. Đi cẩn thận nhá. Đấy, tôi biết ngay mà. Mình để xuống dưới kia là em Kiến ngã. Rồi. Em Kiến gãy chân đây. Ui, rồi rồi rồi, đây em Kiến vẫn bình an vô sự mình ạ. Đụt đi đi nhá. Tôi đi nhá. Đụt đi đi. Đi đi, không phải lo. Mình ơi, tôi chăm được hả? Nếu cụ Lý đưa 20 hào thì có cầm không? Lấy chứ. Cụ trò thì cứ lấy. Nhưng mà thiếu nhá là phải đứng lại đòi nhà bằng được thì thôi đấy. Thôi đi đi, nhanh lên. Đụt nhớ rồi. Đụt đưa rượu cho cụ Lý. Đụt đưa rượu cho cụ Lý. Đụt đưa rượu cho cụ Lý. Đi đâu là cả mà giờ này còn chưa chịu mỏ mặt về. Vác mỗi cái chùm rượu sang nhà cụ Lý mãi còn chưa chịu về. Được rồi, lần này nhá, về thì chết với bà. Lại. Đi đâu? Đi đâu mà giờ này mới về hả? Đi đâu? Đụt là sao? Đụt đi đưa rượu rồi đụt gặp cậu ấm nhà. Rồi. Máu. Sao này? Sao người ngợm lại xước sắc? Máu mày bé bé này. Đụt có đau không? Cậu ấm. Máu của cậu ấm á? Ôi rồi, thôi chết rồi. Tai họa rồi Đụt ơi. Nhanh nhanh, đi vào nhà tắm rửa nhanh lên. Không phải đụt. Cậu ấm đập đầu vào đá. Máu. Cái gì? Cậu ấm đập đầu vào đá. Rồi, tai họa rồi Đụt ơi. Rồi phải làm thế nào bây giờ? Thế áo của Đụt đâu? Áo máu. Thôi rồi, đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ như này. Nhanh. Thế nhỉ? Tôm chặt sao là cái gì? Sao bà ngồi lúc nào đấy? Ngồi lù lù một đống ở đây, ngồi lúc nào? Hôm nay lại rảnh rỗi ra ngoài sân ngồi hóng mát. Lạ thật. Nóng quá, trong nhà nóng oi bức. Mà sao lại oi bức thế nhở? Người tôi thấy lạnh mà, oi bức đâu. Mà ông đi đâu về đấy? Thì tôi đi dạo mát. Dạo mát? Này! Gì mà giật đẩy người lên thế? Cậu đâu? Cậu nào? À, này. Thế là ông có mấy cậu ấm hả? À, khai mau! Mấy cậu nào cái bà này? Làm gì có cậu nào? Không có cậu nào. Có mỗi một cậu ấm thôi. Bây giờ hỏi cậu đâu thì lại hỏi là cậu nào? Vớ vẩn. À, úi giời ơi! Bà phải nói rõ ra. Cậu ấm nhà mình cái gì? Chứ còn ai? Cậu ấm là người ta xưng hô
người ta gọi nó là cậu ấm. Chứ tôi đã thầy nó, tôi lại phải gọi nó là cậu ấm à? Ông bị sợ hơi à? Hả? Thì từ trước đến giờ cả làng cả tổng người ta gọi là cậu ấm thì mình cũng gọi là cậu ấm, có làm sao đâu. Thôi được rồi, gớm nói chuyện với bà cũng mà để sáng mai. Thì cậu ấm thì cậu ấm. Thôi được rồi, không gọi là cậu ấm hay là gọi là cậu ấm cũng được. Thế cậu ấm đâu? Bà yên tâm. Hả? Nó đi với thằng Nô rồi. Sao lại đi với thằng Nô? Hả? Tôi bảo với ông là chiều nay ông muốn đi đâu thì ông đi, nhưng mà phải nhớ là về nhà thầy Đồ đón cậu về cơ mà. Hả? Tại sao lại đi với thằng Nô? Thì nó đi với thằng Nô thì đã làm sao? Mà cái thằng Nô ấy là nó lươn tươn lắm ấy. Cái thằng ấy nhố nha nhố nhằng ấy. Lươn cươn gì? Tôi thấy nó được việc mà. Mà tôi nói cho bà biết, thằng Nô nhà mình ấy, nó lại là thằng ham ăn tục uống. Cậu ấm nhà mình mà đi với nó nhá, không bao giờ lo đói. Mà nói đến cái vụ ham ăn, khổ thế nhỉ. Cậu ấm nhà mình mà lại được một phần như nó thì tốt biết mấy. Đấy, cứ ham ăn như nó có phải tốt không cơ chứ lại. Đằng này để ép mãi không ăn, khổ thế. Mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi. Nhắc đến cái nó về ngay. Dạ, con chào ông, con chào bà, con xin phép ông bà, con vào nhà. Thằng này, đứng lại. Dạ. Mày làm cái gì đấy hả? Làm gì là làm gì ạ? Mày vừa lươn tươn cái gì đấy? Mày vừa đi vừa hát cái gì đấy? Thì con vừa đi ăn về. Mày đi ăn về? Dạ. Hả? Giờ mày gớm nhờ, kinh nhờ, sợ nhờ. Mày ăn ở đâu? Con ăn ở ngoài đầu làng. Mày ăn ở đầu làng? Dạ. Ôi thôi thôi, bà hỏi nó hỏi cả ngày. Cái mồm thằng này có bao giờ nó dừng đâu. Nó ăn suốt. Thế cậu đâu? Cậu nào ạ? À? Tiên sư mày, cậu ấm đâu? Cậu ấm thì... Ôi con tưởng cậu ấm... Trời ơi! Con tưởng cậu ấm về rồi. Ôi trời ơi! À, chuyện là thế này. Vừa nãy, con đi đón cậu ở bên nhà thầy. Đi qua thì thấy đám bạn của cậu. Thì cậu đòi chơi với các bạn. Nên là con để cậu chơi với các bạn. Con mệt quá, con ngủ một giấc. Lúc con dậy, không thấy cậu đâu, con tưởng cậu về rồi. Ôi trời ơi! Tiên sư mày! Tiên sư mày rồi! Ôi, cậu đi tìm cậu ngay! Đi tìm cậu ngay! Con đi tìm cậu ngay! Ôi, cậu ơi! Ông tin tưởng ông giao cho nó! Ông tin tưởng ông giao cho nó! Hả? Thì nó ngủ quên thôi mà! Ngủ quên bây giờ cậu đâu? Đi tìm nhanh lên! Ôi trời ơi! Vợ chồng nhà thằng Đụt đâu rồi? Vợ chồng nhà Đụt ơi! Ôi trời ơi! Vợ chồng thằng Đụt đâu rồi? Vợ chồng nhà thằng Đụt đâu? Dạ, con xin ông bà. Ông bà cho con một lần cuối. Lần này chắc chắn là con sẽ trả nợ ạ. Đụt đâu? Bà ơi, bà tìm chồng con có việc gì thế ạ? Không, có việc nên mới phải cần tìm Đụt. Nhưng mà là việc gì ạ? Này. Dạ. Cô xem có phải áo của thằng Đụt không? Đi đâu mà giờ này mới về hả? Đi đâu? Đụt làm sao? Đụt đi đưa rượu rồi Đụt gặp cậu ấm nhà. Máu. Máu. Sao này? Sao người ngợm lại xước sắc? Máu mê bé này. Đụt có đau không? Cậu ấm máu của cậu ấm á. Ôi dồi ôi, thôi chết rồi, tai họa rồi Đụt ơi. Nhanh đi vào nhà tắm rửa nhanh lên. Không phải đụt cậu ấm đập đầu vào đá. Máu cậu ấm đập đầu vào đá. Rồi tai họa rồi Đụt ơi. Rồi phải làm thế nào bây giờ? Thế áo của Đụt đâu? Áo máu. Thôi rồi, đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ như thế. Nhanh. Ông bà ơi, con xin ông bà, con lạy ông bà. Ông bà tha cho chồng con. Chồng con khủ khờ không biết gì đâu ạ. Vâng. Con lạy ông bà, ông bà tha cho con. Thôi được rồi, đứng lên đi.
Hả? Hay là ông bà bắt con đi, con sẽ nhận tội thay chồng con. Con lấy ông bà, con van xin ông bà. Không có việc gì đâu, cứ đứng lên đi. Ông bà, ông bà tha cho chồng con nhận tội hết, tội của con. Đụt, không phải tội của vợ con đâu. Đụt làm, đụt chịu, không phải tội của vợ. Không phải là lỗi của chồng con đâu, là lỗi con, là lỗi của con ạ. Bà biết rồi, bà biết rồi. Con thôi không đứng trông lên. Thôi được không rồi. Trông chồng con kỹ. Hai vợ chồng cứ đứng dậy rồi nói chuyện. Đứng dậy đi. Con xin ông bà, ông mở tha cho nhà con với ạ. À. Thì ông bà tha, ông bà tha đứng lên. Xin không, ông con bà. Con không đứng lên đâu ạ. Xin nếu ông mà bà. Không đứng lên là bà đi báo quan thật đấy. Dạ vâng. Đứng lên. Ông bà, thế chuyện là như thế nào ạ? Khổ quá, chuyện là thế này. Thằng nô nhà tôi ngày hôm qua dẫn cậu ấm đi chơi, chả hiểu trông cậu thế nào, để lạc mất cả cậu. Rồi ôi, lúc phát hiện ra cậu ngã trên cái vách đá chảy be bét máu. Rồi ôi, nhưng mà trong cái rủi cũng có cái may, có cậu Đụt đây phát hiện ra mới cởi áo rồi cầm vết thương cho cậu ấm, cho cậu ấm đỡ chảy máu, chứ không chả biết rồi cậu ấm sẽ như thế nào. Mà đấy, ông nhắc lại tôi mới nhớ, cái thằng nô đấy, chuyến này về tôi đuổi thẳng cỏ, không làm ăn được cái gì hết, lúc nào cũng lơn tá lơn tơn. Bây giờ Đụt là ân nhân của nhà bà đấy. Đụt ơi, ra đây bà báo, đi ra đây. Bà cứ nói đi ạ. Đụt ơi, không phải sợ, bà không đánh không Đụt nữa đâu. Đụt không sợ đâu, nào ra đây không sao. Đi ra đây. Này bà báo, bà không đánh Đụt nữa đâu nhá. Hôm qua tại vì bà nóng tính quá, bà thấy cậu ấm máu me be bét, bà lại cứ tưởng là Đụt đánh cậu ấm. Bây giờ bà hiểu rõ sự tình rồi, bà xin lỗi Đụt nhá. Bà cảm ơn Đụt nhá, Đụt tha lỗi cho bà nhá. À, dạ. Bà bảo cái tiền nhà ấy. Con xin ông bà, con lệ ông bà, con hứa nó một lần cuối này thôi ạ. Chắc chắn là vài hôm nữa con sẽ lo tiền đủ cho ông bà. Không phải trả. Dạ. Không phải trả cho bà nữa, bà xí xóa luôn nhá. Thật hả ông bà? Rồi, thật. Bà nói thật, bà có nói đùa bao giờ đâu. Bà xí xóa luôn. À mà còn đây, đây. Bà, đây, bà có chút tiền thì bà biếu Đụt. Này, cầm thôi, đi. Thôi, kìa. Bọn con không lấy đâu ạ. Vợ chồng con cứ cầm đi. Không, đây ông là bà. Ông bà đưa cho hai đứa ăn Tết. Không, ông bà xí xóa nợ cho bọn con là phúc lắm rồi ạ. Không cần đâu ạ. Cứ cầm lấy đi. Đây. Bà, cứ cầm lấy cho ông bà vui nhá. Đây coi như là chút lòng thành bà muốn gửi cho Đụt. Để, Đụt thích ăn cái gì thì Đụt mua nhá. Hai vợ chồng còn sắm sửa Tết, còn nhiều thứ phải lo, bà biết mà. Nhá. Mà này, ông bà quyết định là Tết này mời hai vợ chồng qua nhà ông bà ăn Tết một hôm. Đúng rồi. Nhá. Tết là qua nhà bà ăn Tết nhá. À, dạ. Bà bảo mấy hôm nữa cậu ấm khỏi thì bà đưa sang đây cảm ơn Đụt nhá. Bà đưa sang đây, Đụt cho cậu ấm đi chăn kiến. À, đi chăn kiến à? Thế thì cho cậu ấm cho chăn kiến cùng nhá. Thế thôi, bà đi về nhá. Dạ, con cảm ơn ông bà, con đội ơn ông bà nhiều lắm ạ. Nhớ sang ăn Tết nhá. Vâng, con chào ông bà. Đụt, vậy là năm nay nhà mình có Tết rồi. Đụt, chồng yêu của em. Mình đi đâu về đây? Ô này, sao ông gặp tôi, ông gặp vợ ông lại quay đi là thế nào hả? What? Bực. Ô kìa, thế ai làm gì mà bực? Không phải bực mình, mà bực cái con vợ này, thằng Hiệp ấy. Cái con đấy nó làm gì ông mà bực? Chả là vừa rồi nhà nó mua sắm được ít đồ, mua được mấy thước vải, mấy quần áo đẹp. Thế là nó nói xấu mình, nó khoe khoang, nó bảo Tết này nó diện nhất làng, rồi là ăn to nhất làng, mổ hẳn cả một con lợn ăn Tết. Giời, hơi đâu mà đi so đo với hàng xóm. Nhà nó có của thì nó ăn, nhà mình thì bớt mồm bớt miệng đi một tí. Không sao, cho đi về, đi về. Không về được. Hơi đâu mà bảo cứ đi lo chuyện hàng xóm thế không biết nữa. Lo chứ. Nhà nó có thì nhà nó ăn, nhưng mà mặt nó cứ vênh vang lên cơ.
mà tôi nghĩ tôi thương mình. Nhà mình thế nào gì đến nỗi còn hơn cả nhà nó ấy. Thế mà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Mình nhìn mình xem, mình nhìn tôi xem, ăn mặc rách dưới thế này có dám đi đến đâu không? Nhà mình thì làm gì đã có nhiều của ăn của để. Ê, nó mới chỉ là đủ ăn thôi. Thế rồi còn phải trông con trông cái, còn chăm lo cho gia đình nữa. Thế rồi Tết nhất rồi chúng nó ốm đau. Ê, bây giờ hai vợ chồng mình làm được bao nhiêu tiền mua sắm hết, con nó ốm lấy gì mà ăn. Tôi biết mình lo cho gia đình, nhưng mà nhà mình cũng đâu có thua nhà thằng Hiệp, sao phải khổ thế. Tôi thương mình, vất vả làm được cả năm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Tôi thì không sao, nhưng mà mình nhìn mình xem có một cái tấm quần tấm áo nào hẳn hoi không. Mà các cụ bảo rồi, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì cái gì thì mình biết rồi đấy. Mình nào có thua cái vợ là nghiệp. Thế mà sao chỉ vì cái tấm quần tấm áo mình nhìn mình xem mình có đẹp không? Đẹp hơn vợ là nghiệp đúng không? Hơn chứ. Xinh không? Lại chả xinh. Đấy, thế mà nó bảo bây giờ nó xinh hơn mình đấy. Mà hơn nữa nhá, nó bảo là cái Tết này nó oai nhất làng, nó đẹp nhất làng. Cùng là bạn bè với nhau, bây giờ nó hơn hẳn mình. Mà các cụ bảo rồi, thua thầy một vạn không bằng kém bạn một ly. Mình chẳng lẽ để chịu thua vợ thằng Hiệp à? Thế hay là mình chạy sang bên nhà nó, mình xem nó có cái bộ đồ nào mới may, mình mượn cho tôi một bộ. Ôi giời ơi, sao khổ thế. Nó đã sỉ nhục mình mà mình còn sang mượn à? Không thấy à? Nó nói là cái vợ thằng Hiệp ấy ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, nhìn miệng, nhìn nhà rách dưới. Nhà nó nghèo hơn nhà tôi. Nhà mình có nghèo hơn nhà nó không? Không. Thế sao phải chịu? Sao phải đi mượn? Thế thôi được rồi. Vì mình đấy nhá, thì tôi sẽ chi một khoản tiền, tôi với mình đi mua sắm. Mình còn đi may cho mình một bộ đồ, may cho tôi một bộ đồ. Hai vợ chồng mình làm hai bộ đồ mới. Đúng rồi. Cho con nó một bộ nữa. Để Tết này cả nhà mình đi gia đình chơi. Cho nó đẹp. Cho nó oai với làng cho xóm. Cho nó mày mở mặt với làng xóm. Chứ để mình nghĩ như thế là phải đấy. Lần này tôi quyết lắm đấy. Lần này á, nhà mình sang hơn nhà nó rồi. Đẹp hơn nhà nó rồi. Đây, mình cầm đi. Thế này á, nhà mình vẫn thua nhà nó. Chỉ mua được cái bộ quần áo nó đẹp hơn thế này một tí thôi mình ạ. Vẫn chưa đủ à? Chưa đủ. Nhiều gớm rồi đấy chứ. Đã chơi ấy, là phải chơi tới cùng. Đã sang ấy là phải sang nhất làng mình ạ. Đưa lấy mấy đồng nữa thôi nhá. Thôi đưa cả đây, tôi xem này. Nào. Ôi giời ơi. Đấy, phải thế này nó mới đẹp. Đã chơi là phải chơi tới cùng. Đã sang là phải sang nhất làng mình nhờ. Ôi giời ơi, thế thật là nhiều lắm đấy. Mình sẽ đẹp hơn vả cái thằng Hiệp. Tôi đi nhá. Tụi mình ơi, sao lại hoang thế hả mình? Mình ơi, cả cái Tết nhà mình đây. Bỏ cái cuốc xuống, bỏ cái cuốc. Làm gì? Làm gì cho lắm vào. Ô, hôm nay mình bị làm sao đấy? Làm hả? Sao cái gì? Nhìn mà xem. Nhìn vợ xem, nhìn chồng xem. Có giống vợ chồng nhà ăn mày không? Ui giời ơi. Ăn mày đâu mà ăn mày. Em vẫn đẹp mà mình cũng đẹp nữa. Đẹp cái gì mà đẹp? Suốt ngày chỉ biết làm thôi. Suốt mày chỉ biết cắm mặt xuống đất, chồng cái mông lên trời thôi. Làm mà không hưởng thụ thì đến lúc chết có mang theo được không? Hả? Ấm đầu cái gì? Em thấy bình thường mà, hôm nay mình làm sao đây? Tôi tức không chịu được. Cái thằng Nghĩa ấy, con vợ nó thì lùn một mẩu. Mà làm sao mà xinh đẹp bằng mình được? Nó lại cái bảo là vợ tôi xinh đẹp hơn, vợ chồng tôi ăn mặc diện hơn, đi ra làng ra nước. Ui dồi ôi, tôi tức lắm, tôi không chịu được. Tôi xấu thì được, tôi khổ thì được. Nhưng mà không thể để mình xấu, mình khổ được. Thì người ta nói kệ người ta, mình thấy em đẹp là được rồi. Không được, tôi còn làng còn nước, còn đi gia đình ra phố chứ. Tôi không chịu được cái thằng Nghĩa ấy. Này, tôi nói thật mình, tôi có xấu, tôi có bẩn thế nào cũng được. Cơ mà tôi thương vợ tôi lắm, xinh đẹp thế này mà lúc nào cũng rách dưới khổ sở như thế này. Tôi thì tôi khổ thế nào cũng được, nhưng tôi nhìn thêm vợ thế này tôi sốt ruột lắm. Tôi tùy mình,
Mình may thì may, không may thì thôi. Để tôi xấu mặt với làng với nước cũng được. Thôi, được rồi. Thì bây giờ mình muốn may quần áo chứ gì? Đúng rồi, tôi muốn may một bộ đẹp. Tôi may cho mình hai bộ đẹp để cho nó đẹp mặt với làng với nước. Có được không? Được, đã thế. Đi về nhà, tôi lấy tiền cho mình. Được, đi, đi. Mình đi, để tôi cầm chiếc bếp cuốc. Này, tại sao cô phải né mặt tôi thế hả? Cô có cái gì xấu hổ không dám nói à? Cô có gì khuất tất à? Chị có cái gì chị muốn nói, chị nói tuẹt nó đi. Làm sao mà chị nhìn em thì vúng vẩy vúng vẩy. Chứ không phải là cô nói tôi vừa già, vừa hà tiện, có tiền mà không dám chi tiêu đấy à? Còn hơi chị nhá, chị bảo em xấu, bủn xỉn tiết kiệm. Thế thằng của cô chả xấu là gì? Ý tôi không phải là như thế. Tôi có nghĩ là cô xấu thì tôi cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi. Tôi chưa bao giờ nói cô xấu với ai cả. Trời, chưa nói. Thế mà chồng chị lại đi nói xấu với lại chồng em. Chồng em về, chồng em nói với em đây. Thế đúng rồi. Thế chồng tôi cũng về nói với tôi là cô nói tôi già, hà tiện đấy. Thế chồng cô nó nói thế nào? Bỏ cái cuốc xuống. Làm gì cho lắm vào. Hôm nay mình bị làm sao đấy? Sao cái gì? Nhìn mà xem, nhìn vợ xem, nhìn chồng xem, có giống vợ chồng nhà ăn mày không? Ui giời ơi, ăn mày đâu mà ăn mày. Em vẫn đẹp mà mình cũng đẹp nữa. Đẹp cái gì mà đẹp? Suốt ngày chỉ biết làm thôi, suốt mày chỉ biết cắm mặt xuống đất, chồng cái mông lên trời thôi. Làm mà không hưởng thụ thì đến lúc chết có mang theo được không? Hả? Ấm đầu cái gì? Em thấy bình thường mà, hôm nay mình làm sao đây? Tôi tức không chịu được. Cái thằng Nghĩ ấy, con vợ nó thì lùn một mẩu, mà làm sao mà xinh đẹp bằng mình được. Nó lại cái bảo là vợ tôi xinh đẹp hơn, vợ chồng tôi ăn mặc diện hơn, đi ra làng ra nước. Ui dồi ôi, tôi tức lắm, tôi không chịu được. Tôi xấu thì được, tôi khổ thì được, nhưng mà không thể để mình xấu, mình khổ được. Thì người ta nói kệ người ta, mình thấy em đẹp là được rồi. Không được, tôi còn làng còn nước, còn đi gia đình ra phố chứ. Tôi không chịu được cái thằng Nghĩ ấy. Này, tôi nói thật mình, tôi có xấu, tôi có bẩn thế nào cũng được, cơ mà tôi thương vợ tôi lắm. Xinh đẹp thế này mà lúc nào cũng rách dưới khổ sở như thế này, tôi thì tôi khổ thế nào cũng được. Nhưng tôi nhìn thêm vợ thế này tôi sốt ruột lắm. Tôi tùy mình may thì may, không may thì thôi. Để tôi xấu mặt với làng với nước cũng được. Thôi, được rồi. Thì bây giờ mình muốn may quần áo chứ gì? Đúng rồi, tôi muốn may một bộ đẹp. Tôi may cho mình hai bộ đẹp để cho nó đẹp mặt với làng với nước. Có được không? Được, đã thế. Đi về nhà, tôi lấy tiền cho mình. Được, đi. Mình đi, để tôi cầm chiếc bếp cuốc. Đấy, thế là thế nào nhỉ? Em có nói xấu chị đâu. Thế tôi không nói gì cô đâu. Thế sao hai lão đây lại nói như thế? Thôi chết rồi. Hả? Hai ông này thông đồng với nhau chị ạ. Thông đồng với nhau à? Thôi được rồi, để tôi về tôi hỏi lại lão ấy. Cô mà có nói cái gì tôi, cô đừng có trách đi nhá. Thì chị cũng đừng có trách với em. Đi. Ý, bông hoa thơm con bướm đi ông Nghĩa đây à? Chào Nghĩa, có lẽ có cả ông Sĩ này. Ui trời ơi, đẹp quá. Tất cả là nhờ là ta có vợ ngoan lại hiền, là ta có vợ ngoan. Dù ơi trong bây giờ dù đục này chật tôm nhà vẫn ngoan. Chặt tôm tôm tùng, chặt tôm tôm. Thế nào, có câu sống ở trên đời là phải có cái thủ. Cái nào ông thấy mưu của tôi có cao không? Cao quá.
Con vừa ăn mặc đẹp, trông hai ông cứ như là hai hoàng tử. Rồi công lại có xiền rủng rỉnh nữa. Mưu của ông, ông đúng là mưu sâu kế lạ. Con vợ tôi nhá, mụ vợ tôi nhá, rồi ôi, nó dè sẻn lắm. Làm cả năm vất vả, mà nó cứ phải ăn dè, ăn sẻn này. Đến đến ngày Tết mà nó cũng không cho mặc cái áo đẹp. Bực không? Ông bực vợ ông một đấy, tôi bực vợ tôi mười. Ôi dồi ôi, nó giống y như tính thầy nó. Người đâu mà gắp từng miếng thịt, đếm từng cọng rau. Ôi dồi ôi, keo kiệt đến thế là cùng. Chết. Nhưng mà hai mụ vợ của các ông không thấm vào đâu so với mụ vợ tôi. Thế à? Công có biết vừa rồi tôi lên tỉnh, nó đưa cho tôi cái gì không? Cái gì? Nó đưa cho tôi cái chày. Cái chày làm gì? Mang chày đi làm gì? Nó bảo là thầy mày lên tỉnh, đi đường đừng có ăn hàng, ăn quán. Nó vừa mất vệ sinh mà nó dễ đau bụng. Thầy mày mang cái chày đi, khi nào thầy khát, thầy vắt cổ chày ra lấy nước mà uống. Ui giời ơi, keo kiệt đến thế là cùng. Đến thế là cùng. Thua mà ông đấy. Nhưng mà thôi, đàn bà ấy, nhà nào cũng thế. Cứ bảo là buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hạt tiền. Rồi, nhưng mà cái quan trọng là anh với em mình đẹp, sang trọng rồi. Tiền nhiều để làm gì? Chết cũng mang đi được đâu. Thế bây giờ có tiền rồi thì... thì phải có tiểu. Phải có sắc. Ba anh em nhà mình. Nghĩa hiệp sĩ. Đi. Ta đi là ta đi nào. Đâu rồi? Lão Mộc mày đâu? Lão Mộc mày đâu rồi? Đi ra đây tôi bảo đây. Ê này. Này, sao bà lại cầm tay tôi? Sao nắm tay tôi? Nhầm. Về đây. Gì, ngồi xuống đây. Suốt ngày say rượu. Ôi dồi ôi. Chứ lệ. Nhưng mà mình ơi, tôi bảo mình cứ bình tĩnh. Không, cái áo này nếu mà nó chưa đẹp thì để bảo Lão Mộc may nó sửa lại. Sửa là sửa thế nào được? Ôi, đừng thế. Không, bà mặc cái áo của tôi, cái áo của tôi đẹp này mà. Mặc làm sao được thùng thà thùng thình thế này? Sao mà tôi mặc vừa được? Để yên đấy tôi sửa. Tôi bảo mình này, may hỏng thì mình may lại. Làm gì mà cứ phải làm toán lên thế? Nếu mà quần mình ngắn thì tôi cởi cái quần này cho mình mà. Thôi, lại còn đến đây cởi quần nữa. Im, ông ngồi im đấy cho tôi. Lão Mộc mày đâu rồi? Lão đi ra đây xem nào. Lão Mộc mày đâu? Đây, có tôi đây. Đây rồi, ra đây rồi. Này, các người, làm gì mà đến nhà tôi ầm ĩ lên thế hả? Làm gì là làm cái gì? Ở đây, ông nhìn đi, này, ông nhìn đúng hai chị em chúng tôi đi. Ông còn cười được à? Này còn cười chứ. Hai cái bộ này là ông may đúng không? Đúng rồi, tôi may. Thì mắc cái gì mà ông may hai cái bộ đồ như thế này? Tiền là tiền chúng tôi bỏ ra để mặc để may bộ đồ về mặc Tết. Thế mà ông may như thế này thì còn dám ra đường mà gặp ai nữa hả? Tôi nghĩ là ông bỏ nghề may đi. May mà may kiểu như thế à? Hả? Đúng rồi. Có công đắc thẩm mỹ nào không? Tôi không lôi thôi với cái nhà ông nữa nhá. Bây giờ ông đã may hỏng bằng cái bộ đồ này cho bọn tôi rồi thì bây giờ một là ông phải may lại bộ đồ khác, mà hai là ông trả tiền cho bọn tôi. Đúng rồi, trả đầy đủ cho bọn tôi, không thiếu một xu, không thì tôi không để cho ông yên đâu. Vẫn không hiểu. Được, thế thì tôi trả lời luôn nhé. Này, tiền nào của nấy nhé. Tiền áo có một nửa thì may một nửa, quần một nửa thì may một nửa. Sao lại một nửa? Tôi đã gom góp hết tiền bạc trong nhà tôi. Tôi đưa cho chồng tôi, cho ông, đưa cho ông cả cái Tết của nhà tôi. Thế chỉ để may lấy hai bộ đồ, làm gì có chuyện một nửa? À, em hiểu rồi. Sao? Hóa ra ấy, là hai cái lão này cắt xén một nửa tiền của chị em mình để đi uống rượu chứ còn gì nữa. Cho nên là mới may một nửa cái áo. Đúng rồi. Một nửa cái quần. Đúng thế. Ôi trời ơi.
Thế là tiền của chị em mình Tết năm nay đút hết vào cái nút chai rồi. Về đây, chết rồi. Đứng lên. Đi về đây. Say à. Cứ rượu chè cái kiểu này, không phải chỉ có quần áo mà cả cái nhà, hạnh phúc, sự nghiệp rồi cũng đút vào cái nút cổ chai cả thôi. Không, ông đi nhanh lên đi. Nhanh lên, không ơi. Khoan, vai cùng đi cho nó nhanh. Vui không? Chắc quá và ngoan. Thôi. Các ông đi. Đi toàn dựa dẫm vào nhau. Nghe tôi nói. Các ông thấy không? Khi mà con người ta nó có tiền thì nó khác hẳn. Khoác trên mình một bộ quần áo đẹp, là cái nhìn của thiên hạ nó vào mình nó cũng khác hẳn đấy. Khác hẳn luôn. Các cụ nói là không có sai. Con người ta hơn nhau ở cái tấm áo manh quần này. Hôm nọ ăn mặc rách rưới nhá. Đi vào nhà nó ăn, nó lùa chó ra nó đuổi. Hôm nay mặc đẹp cái, nó ra nó đơn đả từ cổng. Mình cũng mất tiền giống người ta chứ. Sao, tại sao rách rưới nó lại khinh? Tôi nói cho các ông biết là cái lão hòa già bán cháu lòng tiết canh này, lão rất là để ý. Đấy, mọi khi mình ăn mặc rách rưới vào, gọi nó đi làm, mãi nó về ra toàn đầu thừa đuôi thẹo ấy. Rượu nó mang có 1/3 chai. Ê lão, đôi bữa nay vào nhá, nó cho một đĩa lòng nghi ngút, rượu nó mang nguyên cả một chai. Ê đấy. Rồi, bây giờ nó say rồi. Đi về. Đi về. Vứt. Tiểu rồi. Tiểu ai? Xong là phải có... Sắc! Không là đàn ông gì đó. Thế không? Còn tiền nữa? Còn tiền thì đi thôi. Còn tiền, nhưng mà tiền đủ may quần áo cho vợ. Đúng rồi, tôi cũng còn đủ tiền may cho vợ quần áo. Vứt. Đàn ông ấy là nó phải đàng hoàng. Mình là phải cho mình trước. Vợ con là sau, thế nó mới là đàn ông thôi. Thế đi không về với vợ đi. Để tôi đi tiểu sắc đây. Mà đứng lại. Đừng khinh chúng tôi nha. Chúng tôi mà chịu thua không à? Sắc thì sắc sợ cái gì? Sắc sợ gì? Thế này nha. Mà muốn ăn được sắc thì phải bớt dấu huyền. Sao này muốn ăn được sắc thì bớt dấu huyền nó bớt. Bớt cái gì? Huyền là tờ yên tiên huyền tiền. Bớt tiền. Đúng rồi. Nghĩa. Hiệp. Sĩ. Kiểu. Sắc. Thế. Rào.